Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Nguyễn Huy nằm trong chuỗi series Xóm Mộ. Và đây sẽ là phần 7. Mỗi một phần Xóm Mộ của tác giả Nguyễn Huy thì là một cái câu chuyện, nó không có liên quan tới nhau, chỉ là tên của các nhân vật được giữ lại thôi. Còn nội dung chính thì thường là tác giả sẽ biến đổi một cách rất là linh hoạt và xoay quanh chủ đề những cái nhân vật đó. Cho nên là quý vị không nghe những phần trước thì nghe phần này quý vị vẫn có thể hiểu được. Nhưng Thuận khuyến khích quý vị đến là nên nghe tất cả những bộ truyện Xóm Mộ của Nguyễn Huy trước đây, bởi vì phần nào Thuận thấy cũng rất là đặc sắc. Và phần truyện ngày hôm nay cũng thế, chắc chắn rằng sẽ để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nha. Trời đã về khuya, độ đâu hơn 11 giờ đêm. Con đường vắng lặng, không có lấy một bóng xe qua lại. Dưới những ánh đèn màu vàng mờ, bóng thằng Sang siêu quẹo bước từng bước nghiêng nghiêng ngả ngả. Đi ngang qua cổng nghĩa trang Khổng Học, hướng về phía con đường dẫn vào trong xóm mộ. Vừa rồi, nó chén chú chén anh hơi qua lố với những anh em trong đội mai táng ở quán trứng lộn kề bên khu nhà máy Z753. Vốn là nơi giải mỏi mệt sau một ngày dài đào huyệt. Hôm nay cũng đúng độ mở đầu cho tiết thanh minh tháng 3, thời điểm mà xóm mộ lại tất bật không kém gì những ngày cuối năm. Sang cũng vậy, mở bát cho tiết tháng 3 năm nay là một cái đám tang của ai đó, đặt trọn gói bên nó, từ đào huyệt cho đến xây mộ. Nghe đầu người chết là một bà cụ đã ngoài 70, 2 giờ chiều ngày mai sẽ hạ quan nhập thổ. Bước đi trên con đường vắng, bên tai lại vang vẳng tiếng máy tụng kinh từ bên trong nghĩa trang. Sang cũng chẳng mấy làm quan tâm, bởi sự này cũng chẳng có gì là lạ. Bước thêm một vài bước chợt nó khựng lại, cảm giác rợn rợn bỗng nổi lên, da gà nổi hết cả người. Trời không có gió, nhưng bỗng lại có một luồng hơi lạnh thở mạnh qua sau cổ. Sang giật mình, quay phắt lại, đôi mắt chớp chớp liên tục, nhưng lại không nhìn thấy gì. Vẫn là cảnh tượng yên tĩnh đó, nó quay lưng, nhào mắt toàn đi tiếp, thì mới khựng lại thêm một lần nữa, nhận ra sự bất thường. Lập tức quay mắt nhìn chằm chằm về hướng nghĩa trang, đưa bước chân bước nhanh đến bên đường ray, đứng chống nạnh rồi nhìn một lượt từ trái sang phải, rồi lại ngửa cổ lên nhìn trời. Nó lẩm bẩm. Quái nhỉ, mà đâu hết rồi, sao lại không thấy ai thế này? Không lẽ lại sắp có chuyện à? Dứt lời, lại nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sống lưng lạnh toát, như có dòng điện chạy qua. Rồi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại chẳng thấy gì. Còn tưởng chừng là đôi mắt của mình không còn khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nó chớp chớp liên tục, đưa tay vỗ vỗ vào đầu, kéo cổ áo nhìn vào trong. Hai nửa đen trắng vẫn còn y nguyên, nhưng âm nhãn lại không trông thấy ma quỷ. Sang như không tin, nó dụi mắt liên tục. Trường đệ cười lên khoái chí, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Còn tưởng chừng là mình đã mất khả năng nhìn thấy ma quỷ, tưởng chừng là mình đã trở lại như một người bình thường. Hơn ai hết, Sang luôn mong điều này xảy đến. Bởi từ lúc nó khai mở âm nhãn thì không biết bao nhiêu chuyện đau lòng đã xảy ra. Toàn quay người bước đi thì bên tai lại nghe thấy tiếng gầm gừ khiến Sang giật mình, quay phát lại. Đập vào trong mắt lại chính là ba cặp mắt đỏ ngầu đang từ từ đằng xa nhìn tới. Cái nhìn ấy vô cùng hung hãn, tràn đầy sát khí. Tiếng gầm gừ ngày một lớn, nghe như là đang giận dữ điều gì đó. Sang ú ớ bước lùi mấy bước, mắt vẫn lăm lăm nhìn về phía đằng xa. Ba ánh mắt đỏ rực kia nhìn thẳng về phía Sang, rồi từ từ tiến lại gần. Sang hốt hoảng bước lùi nhanh hơn. Là còn đang lắp bắp thì bất ngờ có tiếng còi tàu hỏa vang lên từ đằng xa. Đoàn tàu đêm chạy từ hướng thành phố đang rầm rập tiến tới, ánh đèn tàu soi sáng cả một khoảng rộng. Rầm rập từng tiếng, đoàn tàu lại chạy ngang qua trước mắt, chắn ngang tầm nhìn của Sang về hướng những đôi mắt đỏ kia. Vội vàng quay người rồi chạy nhanh ra bên ngoài con đường chính, rồi nhắm hướng xóm mộ mà chạy nhanh.
Tim nó đập lên thình thịch, vẻ mặt tái lại. Linh cẩu, lại là tụi linh cẩu sao? Tại sao chúng nó lại... Chạy thục mạng về trước con đường dẫn vào xóm mộ, nó dừng lại rồi thở lên hồng hộc mấy tiếng. Quay phát lại nhìn ra sau, thoáng giật mình khi thấy trên con đường vắng, những âm hồn vẫn lảng vảng khắp nơi. Sang đưa tay dụi mắt thêm mấy lần, những âm hồn ấy vẫn còn chưa tan, lướt nhanh qua trước mặt nó, còn cười lên khẳng khặc như trêu đùa. Thấy vậy, nó chửi động mấy câu rồi quay người đi nhanh vào trong xóm. Tiếng huýt sáo vang lên trong đêm thanh vắng, nó vừa đi vừa nghêu ngao mấy giai điệu, cớ sự vừa rồi đã phần nào khiến nó tỉnh hẳn cơn say, đưa đôi mắt nhìn con đường mòn dẫn vào xóm mộ. Nó chợt lại thở dài, trải qua bao nhiêu chuyện, kẻ đi người đến, không biết bao nhiêu. Xóm mộ vẫn vậy, vẫn là nơi mà người lao động nghèo sinh sống. Dân ở đây sau hàng loạt những chuyện quái dị cũng đành cam chịu chấp nhận sống chung. Sợ thì ai mà không sợ, nhưng chuyển đi nơi khác sinh sống thì lại không có tiền, nên cũng đành thôi. Sang ngó nghiêng về hướng cái gốc cây xoài lớn trước cửa nhà gã Hưng Điên. Người này chỉ vừa chuyển đến xóm mộ từ độ sau Tết. Gã năm nay chạc độ 40, trong nhà còn có mẹ già và đứa con trai chỉ mới 12 tuổi. Gọi là Hưng Điên vì cái tính gã này ương ương dở dở, cũng chẳng được tỉnh cho lắm. Lâu lâu lại thích cười, thích nói một mình. Sang đôi lần cố quan sát xem là cái gã này có bị phần âm nó phá hay không, nhưng tuyệt nhiên là không phải. Vốn từ nhỏ kia sinh ra lão đã bị như vậy rồi. Nó đi tới mấy bước thì mới giật mình, nhèo mắt trông thấy bên dưới gốc cây xoài, nơi cái giường nhỏ mà gã Hưng hay ra ngủ trưa, hay dùng làm nơi chén chú chén anh với Sang và Lũ cùng mấy người trong xóm khác. Trông thấy có ba bóng người đang ngồi quay lưng, tụm vào nhau, tiếng nhai nhóp nhép nhồm nhoàm cũng từ đó mà phát ra. Dưới cái ánh sáng vàng mờ của bóng đèn sợi tóc, ba cái bóng người kia dường như là đang cặm cụi ăn cái thứ gì đó. Tiếng nhóp nhép phát lên mỗi lúc một lớn. Ồ, mấy anh em xóm mình nhậu trễ thế à? Anh Hưng ơi, này lại đãi anh em món gì đấy? Vừa nói Sang vừa đi nhanh tới. Khi chỉ còn cách mấy bước, chợt ba cái bóng kia ngừng ăn, ngồi yên bất động. Một cảm giác rợn rợn từ sâu trong linh tính mách bảo khiến Sang phải khựng lại. Nó đưa mắt nhèo nhèo nhìn cho rõ. Chừng ba cái bóng người kia dường như không phải của gã Hưng, có vẻ rất lạ lẫm. Anh Hưng à? Hay là... Còn tưởng là trộm, Sang lắp bắp hỏi mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Ba cái bóng kia vẫn ngồi im thin thít nhìn nhau, đưa đôi mắt nhìn xuống bên dưới. Thấy rõ ba cái bóng đen còn đang in hẳn, chắc chắn đây là người chẳng phải ma. Nhưng khi Sang vừa bước đến mấy bước, chợt lại nghe tiếng gầm gừ từ đâu phát ra. Tiếng gầm gừ ấy giống như mấy con chó đang tranh giành miếng ăn, hay đang đe dọa kẻ thù. Vừa nghe thấy tiếng ấy thì liền lập tức khựng lại, cả người bỗng lạnh toát, hai chân bất giác lại run lên từng nhịp. Sang nuốt nước bọt, đưa đôi mắt nhìn xung quanh như cầu cứu, cổ họng thì ứ nghẹn, có muốn hét cũng chẳng được. Lại đánh ánh nhìn về phía ba bóng người, Sang bước lùi lại mấy bước, tiếng gầm gừ kia lập tức im bặt đi. Ba bóng người lại tiếp tục cúi gục mặt, tiếng nhóp nhép cấu xé lại vang lên. Sang rón rén, từng bước thật nhẹ nhàng bước tới, đưa đôi mắt cố mở to hết mức, nhìn cho kỹ về phía ba bóng người đằng kia. Lần này, ba cái bóng kia dường như không để ý, chúng nó đang cặm cụi ăn nấy ăn để cái thứ gì đó. Bước tới gần bên giường, một mùi hôi thối cùng với tanh nồng xộc vào trong mũi, khiến Sang liền có cảm giác buồn nôn, đưa tay bịt chặt lấy mũi. Nó trộm người, đưa đôi mắt nhìn vào trong. Thì hỡi ơi, trên cái mâm thức ăn đằng kia là nửa cái thân người bên dưới của ai đó đang bị cắn xé rách từng mảng thịt. Hai cái chân dài bị gặm nham nhở, nửa cái bụng còn lòi ra một khúc ruột dài, nằm một nửa trên mâm, một nửa rơi lòng thòng xuống cái nẹp giường. Ba cái bóng người thì vẫn đang cặm cụi
ụp mặt vào trong những mảng thịt rách mà cắn mà xé một cách ngon lành. Chợt, cảm giác như có thứ gì đó đang nhiễu lộp bộp trên đầu. Thứ kia thấm vào trong da đầu tạo cảm giác ươn ướt. Sàng mới ú ớ run run ngửa cổ, ngước mắt nhìn lên trên. Bất thình lình Sang trợn ngược hai mắt, miệng lại há hốc kinh hãi đến tột độ. Đập vào trong mắt chính là nửa cái thân trên đang được treo lơ lửng bên trên cành cây xoài. Nội tạng ở giữa cái bụng ấy lòng thòng trong không trung, đung đưa qua lại, máu tươi từ đó nhiễu xuống rất lộp bộp trên mặt Sang. Vừa lúc này tiếng gầm gừ lại phát ra, da gà trên người lại nổi lên từng đợt. Đoạn đưa mắt nhìn xuống lại một lần nữa kinh hãi mà bước lùi lại mấy bước, ngã uịch ra ngoài đất, hai chân đạp liên tục về phía trước để cố bỏ lùi về sau, miệng không ngừng phát ra từng tiếng ú ớ. Bởi cái thứ vừa trông thấy, ba bóng người kia chính là đang quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía nó. Nhưng quái lạ, ba khuôn mặt kia chẳng phải người mà lại hiện rõ là ba khuôn mặt của ba con chó trắng mũi đỏ. Hai con mắt cũng đỏ rực lên như máu, quắc cái ánh nhìn hung hãn về phía Sang, miệng lại nhe nanh mà gầm gừ. Chợt, nửa cái thân người đang treo lơ lửng trên cây xoài lại như có một lực vô hình nào đó tác động vào, khiến cho nó bỗng chốc lại đung đưa qua lại. Sang bị cái thứ kia thu hút ánh nhìn, run run đưa đôi mắt nhìn lên, lại thêm một lần nữa cả kinh, giọng lắp bắp nói không thành lời. Ông Hưng. Trên cành cây xoài, cái xác cá Hưng đang được một sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ, treo lơ lửng. Cái đầu hói của gã cúi gục xuống, miệng há ra, cái lưỡi lại thè lè ra bên ngoài, dài quá ngực, nước dãi cùng với máu tươi đang từ đó mà nhiễu xuống từng giọt. Kinh dị hơn là phía bên dưới, nửa cái bụng trên của gã bị rách toạc, đan lòng thòng một khúc ruột dài. Khúc toàn bộ nửa thân người cùng với khúc ruột ấy đung đưa qua lại theo chiều chuyển động của sợi dây thòng lọng. Sang nhăn mặt lắc đầu liên lịa, chống ngực đập lên thình thịch, ánh mắt nhìn chết chân về phía cái xác kinh dị ấy. Bất thình lình, gã Hưng ngẩng khuôn mặt tím ngắt rồi mở trừng đôi mắt đánh cái ánh nhìn sắc lạnh, nhìn chằm chằm về phía Sang. Sang hét lớn thụt lùi về sau. Gã Hưng trừng mắt, khuôn mặt tím tái ấy nhăn lại, miệng ú ớ muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị sợi dây thòng lọng kia siết chặt, nên cố cách mấy cũng không phát ra thành tiếng. Cái xác gã Hưng lại đưa hai tay hướng về phía thẳng Sang, nửa thân người gã dãy lên đành đạch, đung đưa qua lại, khúc ruột từ từ thòng xuống đụng đất, lê thề lết thết quét trên mặt đất, vang lên từng tiếng xoẹt xoẹt kinh dị ghê rợn. Sợi dây thòng lọng kia đung đưa mỗi lúc một mạnh, làm cho khúc ruột bên dưới cũng quẹt mạnh xuống dưới mặt đất, rồi đung đưa thẳng đến chân Sang. Gã Hưng như đang đưa tay cầu cứu, đầu cứ giật mạnh liên tục, miệng không ngừng tuôn ra nước dãi pha máu. Sang mếu máo mặt nhăn lại, hắn như muốn khóc ngay vì sợ. Nhưng chuyện quái dị kia chưa qua thì chuyện khác lại đến. Ba cái thứ kia bất thình lình đứng bật dậy, Sang mới nhìn ra cả ba bọn chúng là đầu chó thân người, tục gọi là nhân cầu. Ba con nhân cầu đứng sừng sững, há miệng gầm gừ nhìn về phía Sang. Bất thình lình chúng nó từ từ khòm người xuống mà ngồi xổm. Sáu đôi mắt đỏ rực vẫn đang nhìn chằm về phía Sang, hai tay chúng nó cào mạnh xuống đất, chợt lại chồm về phía trước, quỳ gối xuống đất, mông chồng lên trời. Ba cái đầu chó nghiêng qua nghiêng lại, tiếng cầm cừ lại phát ra từ ba con nhân cầu ấy. Chúng nó lòm khòm bò trên đất, từng bước tiến về phía trước. Sang thấy vậy thì chết điếng, nó tè ra dưới quần từ lúc nào không hay. Từ trước cho đến nay, từ khi mở ra đôi mắt âm dương, nó chưa bao giờ trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Sang hốt hoảng bỏ lùi về sau, nhưng còn chưa được mấy bước, bất thình lình khúc ruột của gã Hưng từ bên dưới mặt đất phóng tới, tạo thành cái dây thòng lọng rồi siết chặt vào trong cổ. Ú ớ hét lên thất thanh, khúc ruột đấy siết chặt hơn vào cổ họng, duy chỉ còn phát ra cái tiếng ú ớ không nghe rõ. Đưa tay lên bám vào khúc ruột nhảy nhụa rồi vùng vẫy để cố thoát, Sang kêu gào trong tuyệt vọng.
như có một lực vô hình, dây thòng lọng đuột người siết chặt rồi nhấc hỏng cả người sang lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Hai chân giãy giụa liên tục, hai tay thì bám víu vào cổ, cố hết sức bình sinh để kéo sợi ruột ra khỏi cổ mình. Ba con nhân cẩu từ từ bò tới, ngước đầu, nhìn lên trên rồi sủa lên inh ỏi. Phía bên trên khúc ruột thòng lọng lại siết chặt hơn, chặn lại đường thở, khiến cho hai mắt nó trợn ngược trắng dã. Cái lưỡi lè ra bên ngoài, miệng há hốc, mặt tím tái vì bị thiếu oxy. Tay chân bùn rùn, sức vùng vẫy yếu dần. Sang từ từ lịm đi, trong vô thức nó lại nghe thấy tiếng khóc mếu máo cùng với tiếng cầu cứu của gã Hưng, kèm theo đó là tiếng chó sủa inh ỏi khắp xóm. Cứu tao, Sang ơi, cứu, cứu, cứu. Sang, 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 dậy, dậy, dậy. Bị tát mạnh vào mặt, Sang giật mình thức giấc. Vừa mở đôi mắt cay xè thì lại chết điếng, bởi đập vào mắt là khuôn mặt của gã Hưng đang áp sát, cười lên khẳng khặc. Dậy, dậy nhanh, mày ngủ gì kinh thế, dậy. Sang hốt hoảng ngồi bật dậy, thụt lùi ra sau, rơi từ trên giường xuống đất đánh uịch một tiếng. Gã Hưng thấy vậy thì quay sang cười cười gãi đầu. Ờ, mày làm sao đấy? Mày thấy tao như gặp ma là thế nào? Thì đêm qua sợ lại ngủ trước nhà tao thế này, hả? Sang chớp mắt liên tục, Trường Lệ hốt hoảng lắp bắp. Hưng, Hưng, ông chưa chết à? Đêm qua bị treo trên cây xoài kia mà. Gã Hưng nghe vậy thì ngó nghiêng, nhìn trái nhìn phải rồi nheo mắt. Ê, chết là chết thế chó nào được, sáng nay mày lại chủ tao chết là thế nào? Liếc mắt nhìn xung quanh một lúc, thấy trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, nó thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, bỏ tới ngồi uịch xuống cái giường, vỗ vỗ vào đầu mấy cái, lại châm điếu thuốc rít mấy hơi. Gã Hưng thấy vậy thì cũng ngồi xuống bên cạnh, châm lấy điếu thuốc rồi hỏi lại. Thế mày làm sao? Người mày nồng nặc mùi men thế kia, đêm qua say quá à? Đêm qua em say. Mà cái chuyện đêm qua không biết bây giờ em kể anh có tin không. Nhưng mà em có một khả năng đặc biệt, thấy trước sự việc tương lai. Gã Hưng chớp chớp mắt, cười hề hề vô tri. Thế à, chuyện gì? Cái việc của mày thì anh cũng đã nghe trong xóm này nói nhiều rồi. Sang chập lưỡi rồi ậm ừ, kể lại toàn bộ sự việc đêm qua trong cái giấc mơ quái dị ấy. Chừng lúc này gã Hưng nghe thấy thì cười lên khằng khặc, cười ngả cười nghiêng. Ôi dạo ôi, tao còn tưởng là cái chuyện gì, mày mơ bậy mơ bạ thôi. Làm chó gì có nhân cẩu, hay cái gì mà đầu chó mình người. Bé đến giờ tao ăn cả 100 con chó ấy chứ lại, có thấy con chó nào như thế đâu. Mày cứ lo, sống mà không ăn thịt chó, chết lấy chó đâu mà ăn. Gã Hưng lại đứng bật dậy, đưa tay cầm lấy cái bao bố lớn trên vai, ấy lại đội cái mũ lưới chai lên đầu. Thôi, anh đi lụm ít ve chai, chốc có đám phải không? Thế chốc anh thay đồ để sang nhé, tranh thủ còn sớm anh đi nhặt tí kiếm thêm. Gã vừa nói vừa quay người vác cái bao bố nhỏ trên vai rồi đi thẳng về hướng nghĩa trang. Sang đưa mắt nhìn theo rồi chật lưỡi thở dài. Vốn gã Hưng cũng chẳng nghề nghiệp gì, lang thang đi nhặt ve chai. Khi nào có đám thì Sang phụ với tụi thằng Sang đào huyệt xây mộ. Cũng là nhờ mấy anh em trong xóm giúp đỡ, vì thấy hoàn cảnh của gã có phần đáng thương, lại còn bị vấn đề về thần kinh, nên giúp được gì thì cứ giúp. Sang thở dài mấy hơi, đi điếu thuốc cháy đỏ. Lần này còn không biết là cái sự gì lại xảy ra trong xóm. Ngồi đăm chiêu hút hết điếu thuốc thì mới đứng dậy vươn vai, rồi đi thẳng về nhà, còn chuẩn bị cho cái đám tang sắp tới. Về đến nhà thấy con bé Quỳnh còn đang ngủ say, Sang bước từng bước đi thẳng xuống bên dưới, tắm sạch mùi men còn đọng lại trên người. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ đêm qua. Ba con nhân cậu ấy rốt cuộc là gì? Sợi dây thòng lọng kia siết chặt cổ gã Hưng treo lơ lửng. Rốt cuộc chuyện là báo trước cái điểm gì? Liệu có phải cái nghiệp hay ăn thịt chó của gã Hưng đang được báo trước cho Sang?
Tiếng xe máy bên ngoài vang lên đều đều, giọng thằng Lũ gọi ý ới vào trong. Con bé Quỳnh giật mình thức giấc. Lũ đẩy cửa bước vào, thấy con bé đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Ồ, ba sẵn con chưa về à Quỳnh? Thôi dậy nhanh, bà Lũ chở đi học đây. Con bé dạ lên một tiếng, đứng bật dậy đi ra sau rửa mặt. Vừa lúc thằng Sang cũng mới tắm xong, đi lên trên, chạm mặt con bé. Nó ngáp ngáp mấy cái rồi lên tiếng hỏi. Ba Sang về hồi nào vậy? Đêm qua nội năm Sang ngủ với con ấy. Hôm qua bà con nói nội Sang ngủ, bà có chút việc. Thôi, rửa mặt nhanh rồi đi học. Bé Quỳnh mắt nhắm mắt mở, dạ dạ vâng vâng rồi đi xuống bên dưới. Sang đi nhanh lên, ngáp dài một tiếng. Thấy vậy Lũ lại lên tiếng. Thế đêm qua mày đi đâu à? Nghe gì Năm bảo suốt đêm qua mày không về. À, cái đám tang trưa nay ấy, mấy anh em chuẩn bị xong hết rồi đấy. Mình xuống đám hay là ra huyệt luôn? Châm điếu thuốc rồi hút một hơi, đưa cho thằng Lũ rít tiếp hơi tiếp theo. Sang phì phèo hơi khói. Thôi, mình ra huyệt luôn. Việc bên đám có mấy anh em lo, từ trước tới giờ vẫn vậy mà. Với cả mình là cò giới thiệu mối, để anh em bên đấy làm gì thì làm, phần mình lo huyệt là được. Thằng Lũ ậm ừ, toàn hỏi gì đó thì bên dưới con bé Quỳnh đã đeo sẵn cái cặp trên vai, đi nhanh lên trên. Sang thấy vậy thì quay sang cột lại tóc cho con bé. Vừa cột, Sang lại lên tiếng nói với Lũ. Mà này, đêm qua tao nằm mơ có cái điểm. Dạo này mày còn sang nhà ông Hưng nhậu không đấy? Ngày đầu ông ấy hay đái thịt chó cho chúng mày nhậu à? Lũ nghe vậy thì cười cười. Nó đứng bên ngoài cửa hút thuốc rồi quay sang nói vào. Ừ, món đặc sản nhà lão ấy mà. Phải chỉ có mình lão ấy đâu. Ngay cả bà cụ Mến với thằng Phúc con lão ấy cũng ăn cả đấy. Mẹ tiên sư, lúc đầu tao có biết đâu. Ăn thử mấy miếng thấy thịt nó ngon và ngọt. Hỏi ra thì mới biết thịt chó sợ bỏ mẹ. Ê, nhưng mà nó ngon thật mày ạ. Lâu lâu làm tí cho đỡ thèm. Chồng đau ấy điên điên mà nấu cái món rượu mận gì đó ngon lắm. Thế à, mày chưa thử miếng nào à? Sang lắc đầu đứng dậy, dắt con bé Quỳnh đi nhanh ra ngoài. Hất cằm rồi lên tiếng. Thôi, chở con bé đi học trước. Chốc sang quán cà phê bà Tám, tao nói chuyện này. Thằng Lũ leo lên xe, chở Sang và con bé Quỳnh vọt nhanh ra khỏi xóm mộ. Chừng khi đi ngang qua bên cây xoài trước nhà gã Hưng, đưa đôi mắt nhìn về phía cây xoài, Sang chợt rùng mình có chút ớn lạnh. Con bé Quỳnh bỗng lay lay tay Sang rồi lại lên tiếng. Sao trong nhà chú Hưng nhiều chó quá vậy ba Sang? Con bé ngước lên chớp chớp hai mắt ra điều khó hiểu. Sang cũng giật mình quay lại nhìn. Nhìn về phía nhà của gã Hưng, Duy chỉ thấy bà cụ Mến đang từ bên trong đi ra, ngồi trước cái giường mà lặt mấy cọng rau. Ngoài ra thì chẳng thấy gì. Con bé Quỳnh lại lên tiếng. Nhưng mà chúng nó chạy đi đâu hết rồi? Mà ba Sang ơi, lúc tối con nằm mơ thấy có ông đầu chó đi qua cửa nhà mình đó. Sang nghe thấy thì giật mình, đưa tay xoa xoa đầu con bé. Làm gì có ông đầu chó to? Chắc là con xem hoạt hình nhiều quá thôi. Con bé lại cười cười nhe hàm răng xuống. Con bé càng lớn thì nét lại càng giống thằng Hùng. Sang cười cười, trong đầu chợt nhớ lại thằng bạn quá cố của mình. Sau khi chở con bé Quỳnh đến trường, mua thêm cho nó mấy cái bánh ngọt, Sang và Lũ lại băng băng chiếc xe đi nhanh về hướng quán cà phê của bà Tám trước Nghĩa Trang. Nốc một hơi cà phê đen, Sang ả lên một tiếng, lại quay ra chật lưỡi. Lũ, mày đã nghe qua cái chuyện chó trắng mũi đỏ chưa? Hay còn gọi là chó đội nón mê đấy. Lũ đang hớp dở miếng cà phê, nó nghe thấy thì gật đầu. Rồi, ba cái chuyện ấy tao nghe mãi, trên mạng cũng có đấy. Chó ma chứ gì. Nhưng mà làm gì có thật, tao chưa gặp ngoài đời bao giờ. Mà có gặp thì gặp tao, chứ mà gặp như lão Hưng thì có mà lão ấy nấu rượu mận chứ ma cỏ gì. Sang chật lưỡi. Mày chưa gặp không phải là không có. Đêm qua tao gặp rồi đấy. Trong giấc mơ tao thấy ba con chó trắng mũi đỏ, đầu chó mình người, ngồi ăn cái xác ông Hưng đấy. Nghĩ lại vẫn còn thấy tởm.
Lũ nghe vậy thì chẹp chẹp miệng dùng mình mấy cái, bởi nó biết từ trước đến giờ hễ thằng Sang mơ cái gì là y như rằng nó là cái điểm báo của tai họa sắp ập tới. Xóm mộ biết bao nhiêu chuyện cũng đều được báo trước trong giấc mơ của Sang. Hai thằng ngồi cả cưa, nói qua nói lại dăm ba câu, cũng đến độ quá trưa. Cả hai lại tay xách nách mang, chở mấy bó củi đi nhanh ra ngoài cái huyệt mới đào hôm qua, ném bó củi cùng với can dầu hỏa sang một góc. Cả hai ngồi dưới gốc cây xoài gần đó để tránh nắng. Phía đằng xa, gã Hưng đầu đội cái nón, mang quần dài, áo khoác màu xanh, trên vai vẫn còn vác cái bao bố đi thẳng về hướng Sang và Lũ đang ngồi. Thấy trên người gã ướt mồ hôi, khuôn mặt cũng lấm tấm những giọt mồ hôi chảy đầy. Sang lên tiếng. Sáng giờ nhặt được nhiều không anh Hưng? Thôi ngồi nghỉ chút cho khỏe, 20 phút nữa xe mới tới. Gã Hưng ném cái bao ve chai trên vai sát vào trong gốc xoài, chừng mới lên tiếng. Sáng giờ cũng được kha khá, thế xe 20 phút nữa à? Còn sớm chán. Vừa nói gã vừa ngó nghiêng nhìn lên cây, đưa tay giật lấy một trái xoài non, cho vào miệng cắn giòn một miếng rồi ăn ngon lành. Lũ thấy vậy thì trố mắt ngạc nhiên lại lên tiếng. Sao lại ăn thứ đó? Ông không biết trái cây trong nghĩa trang là cấm không được ăn à? Biết nó sai quả là nhờ cái gì không? Gã Hưng lại cạp thêm một miếng, vừa nhai gã vừa lắc đầu lia lịa. Không, nhờ gì? Có quả thì ăn thôi, chết đâu mà lo. Chúng mày không ăn à? Ngon lắm đấy. Lũ nhăn mặt. Trời ơi là trời, tôi lại ông thiệt chứ. Mấy cái thứ ấy nó ra quả sai là nhờ hút chất cốt xác người thấm vào đất đấy. Ăn vào kẻo lại bị mất hơi, chết tươi bây giờ. Sợ chó gì, có ăn là được. Gã vừa nói tay vừa bứt thêm một trái xoài khác rồi ăn ngon lành. Hai thằng kia thấy vậy thì cũng lắc đầu không nói thành lời. Đợi thêm một lúc đoàn xe tang cũng đã tới. Chuông điện thoại của Sang vang lên. Đầu dây bên kia cất tiếng nói lớn. Trong đó chuẩn bị xong hết chưa? Cúng kính đồ rồi chứ hả Sang? Dạ chú Tài, khiêng quan bảo hạ thổ thôi. Ừ, cái đám này lớn à, nhớ làm kỹ kỹ chút. Đồ đốt cũng nhiều đó. Nói anh em tụi nó chuẩn bị dầu nhiều nhiều nha. Dứt lời, ông Tài trưởng đội âm công tắt máy, rồi lại bắt đầu nghi thức khiêng quan và nhập thổ. Cả ba người đứng bên trong ngó ra, gã Hưng cười hề hề vỗ tay. Đám tăng này vui ghê này, còn muốn lửa với hát bội nữa này. Thằng Lũ thấy vậy thì liền vỗ vỗ. Ê, ông Hưng, em là biết anh có chút vấn đề, nhưng mà anh kiềm lại chút được không? Đám tăng người ta đang buồn thối ruột mà ông đứng ông nhảy như được mùa thế kia. Khéo này bị đánh cho chạy không kịp đấy. Gã Hưng dường như không quan tâm. Gã gật gật đầu cho có lệ, lại vỗ tay bồm bốp hú hét ra điều thích thú. Thằng Sang thấy vậy cũng lắc đầu, cười cười rồi bước lùi lại. Thôi thì cũng đành kệ, biết cái bệnh ấy của gã chẳng ai muốn, nó cũng thông cảm. Vốn tính thương người, giúp cho lão có cái việc để kiếm tiền, lo thằng Phúc ăn học và cho bà cụ Mến miếng rau miếng cháo. Dù gì thì dù, gã tuy có chút điên điên dại dại, nhưng được cái siêng năng hiếu thảo với mẹ già. Lại đưa mắt nhìn về phía cái đám tang đang đi tới. Phải công nhận cái đám lần này lớn thật. Đi trước là song hỏa luân dò đường, tiếp đến là đội múa siêu, hai con lân trắng nối đuôi đi theo. Ấy mới đến các sư thầy tụng niệm. Hai bên quan tài lại có hai cái lọng lớn màu vàng che nắng. Cái quan tài được đặt trên huyệt. Trong lúc các thầy làm lễ hạ thổ, ông Tài đi nhanh tới, trên tay cầm cái bao lớn rồi lên tiếng nói với Sang. Thằng Hưng đâu? Bảo nó đốt cái này luôn nha, với cả mấy cái nệm quần áo đồ ngoài kia luôn cho chú nha. Gã Hưng từ đâu đi tới, đưa tay giật lấy cái bao trên tay ông Tài cười cười. Ở đây, để em. Việc của em mà, anh Tài yên tâm. Gã Hưng quay người tay xách lấy cái bao đồ kia đi nhanh ra bên ngoài bãi đất trống, nơi có đống đồ dùng cá nhân của người chết đang được đặt ở đó. Sang đang nhìn chằm chằm về phía tấm di ảnh, thoáng có chút ớn lạnh, quay sang hỏi ông Tài. Chú Tài,
Sao cái anh bà cụ kia mặt hung quá vậy? Ông Tài nghe vậy thì cũng dùng mình một cái, trẻ môi lắc đầu. Thôi mày đừng nhắc nữa, tao vẫn còn ám ảnh khuôn mặt bà lúc niệm xác đây. Sang nheo mắt. Bộ có chuyện gì hả chú? Mà bà cụ sao mà mất vậy? Ông Tài chật lưỡi, kéo Sang bước lùi ra sau mấy bước. Ấy lại nói nhỏ. Tao nghe đâu là bà ấy treo cổ chết hay sao đó. Nhớ hôm bữa tao có kể rồi mà. Chắc là mày say nên không nhớ thôi. Bà ấy già rồi, nghe đâu là hai ba đứa con, đứa nào cũng hạnh hoẹ nhau về việc nuôi mẹ. Trước khi chết là bà ấy còn nghe được những lời không hay về mình. Nên đêm hôm ấy bà buồn, đâm ra nghĩ quẩn, treo cổ mà chết tức tưởi. Lúc tao liệm xác phải cuộn cái lưỡi của bà ấy vào bên trong đó. Ghê lắm. Tao có bảo bà ấy chết oan còn mang oán hận trong người. Cần phải mời thầy mời bà về giải oan. Chúng nó thì lại ậm ừ. Rồi mời đâu ông thầy về cúng cái gì đó. Tao cũng chả biết. Chúng nó bảo là xong rồi. Nhưng mà trông cái hình kia coi bộ là hận lắm mà. Mà để cái xác ở nhà hơn 5 ngày mới mang đi chôn đấy chứ. Chả hiểu chúng nó kiểu gì. Chắc là đợi kiếm thêm tiền phúng điêu. Con với chả cay. Vừa nói dứt lời thì bên trong các sư cũng đã làm lễ xong. Ông Tài đưa điếu thuốc đang hút dở cho thằng Sang, rồi đi nhanh vào trong, dùng hai thanh gỗ gõ canh cách vào nhau, ra hiệu cho mấy anh em âm công từ từ hạ thổ cái quan tài xuống huyệt. Sang đứng rít một hơi thuốc, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về tấm di ảnh. Hai mắt của bà cụ kia vẫn trừng trừng lên, hai con người như muốn trợn ngược, khiến cho Sang rùng mình mấy cái, bước lùi ra đằng sau. Bên tai, tiếng khóc của những người thân thương quyến thuộc của bà cụ kia vang lên. Nhưng Sang lại thoáng lạnh người, bởi bên tai nghe như xen lẫn trong những tiếng khóc ấy, lại có tiếng cười khẳng khặc vang lên. Ngọn lửa bên đống đồ dùng kia cháy rực lên, Khá Hưng vung tay ném một số đồ dùng từ trong cái bao của ông Tài vừa đưa cho mình vào bên trong đám ngọn lửa lớn. Gã vẫn như thường lệ mang gối mền của người chết và áo quần ra đốt trước, còn những thứ như giường xếp, mấy đồ linh tinh có thể bán phế liệu được thì gã sẽ để dành lại cho mình. Đợi cho người trong đám về hết thì Gã Hưng sẽ ở lại thắp hương khấn vái xin xỏ ít đồ dùng kia để mang đi bán phế liệu, kiếm chút ít bỏ túi. Nhưng gã cũng biết điều, cái tiền ấy gã chích lại mấy đồng để mua hộp bánh hay bó hương để cúng lại cho người mất, xem như là chẳng ai nợ ai. Đợi cho mọi người đưa đám về hết, Sang và Lũ lại loay hoay ôm lấy mấy bó củi lớn đặt gần chỗ cái huyệt, chừng thắp lấy mấy nén hương cho bà cụ để mong ba đêm đốt lửa canh mộ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Chừng trông thấy phía bên kia ngọn lửa vẫn đang cháy rực, Cá Hưng đang loay hoay gom lại một ít đồ dùng để bán phế liệu. Lũ lên tiếng hỏi. Xong chưa anh Hưng ơi? Tụi em về trước nha, tối em còn sang canh mộ. Cá Hưng ngoái đầu, cười cười rồi xua tay. Hai thằng mày về trước đi, anh nhặt tí đồ. Tối sang nhà anh kiếm ít thịt chó về nghe mình làm tí. Sang nghe vậy thì chật lưỡi nói vọng. Thôi, chó kinh bỏ mẹ, anh có ăn thì ăn. Tối tụi em mua thịt vịt ăn đỡ, nhá. Thế anh về sau bọn em về trước, còn chạy sang bên chỗ vật tư để kêu đồ mai mình xây mộ. Cá Hưng nghe vậy thì cười cười, gật đầu lia lịa. Sang và Lũ đi nhanh ra xe, rồi phóng đi, để lại Gã Hưng đang ngồi đốt đồ bên đống lửa. Giày này, áo này, đốt cho bà xuống bên dưới có cái mà dùng. Mọi hết mấy thứ đồ trong cái bao kia ra, rồi ném hết những thứ cần đốt vào bên trong ngọn lửa. Gã lại loay hoay còn lấy một ít thứ vật dụng cho vào trong bao ve chai, ngó nghiêng rồi lẩm bẩm. Sợi dây đâu rồi ấy nhỉ? Mới thấy đây cơ mà. Nhào mắt nhìn xung quanh rồi à lên một tiếng. Gã với tay chộp lấy một sợi dây thừng mà kéo mạnh. Nhưng khi đưa sợi dây ấy ra trước mắt thì nhận ra sợi dây này đã được ai đó vút sẵn thành dây thòng lọng. Gã Hưng cười cười. Mẹ tiên sư, hóa ra là cái dây thòng lọng bắt chó, đỡ phải tốn công cột tới cột lui. Nói rồi gã dùng sợi dây thòng lọng ấy mà siết chặt miệng bao ve chai,
rồi lại vác cái bao ấy đi thẳng đến kho phế liệu. Chẳng biết đổi chắc bán buôn thế nào, ấy là chắc cũng kiếm được kha khá, nên gã Hưng mua lấy một hộp bánh quy, rồi đi nhanh tới chỗ cái huyệt của bà cụ, thắp lấy mấy nén hương, xem như là cảm ơn về những thứ linh tinh đã mót lại bán được. Đang loay hoay thắp hương, chợt bên tai gã Hưng nghe thấy cái tiếng chó sủa từ đâu phát ra. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại mở to mắt, phát hiện phía đằng xa có con chó trắng đang đứng trên một nấm mộ, nhìn về phía gã mà sủa mấy tiếng. À, có mồi có mồi, con này cũng được mấy đĩa chứ lại. Gã vừa nói vừa thò tay vào trong cái bao bố, lôi ra sợi dây thòng lọng vừa rồi, lại ngó nghiêng, đưa tay bốc lấy cái bánh quy. Gã chật lưỡi gọi con chó trắng kia tới, lại đưa cái bánh quy ra để dụ nó. Con chó đứng sủa mấy tiếng, nhè nanh gầm gừ. Nhưng khi thấy gã Hưng ném cái bánh về phía trước mặt, con chó tưởng chừng là cho nó ăn thật, nên lập tức lao nhanh tới. Nó cúi đầu hít hít rồi lè lưỡi liếm liếm lên miếng bánh quy. Bốc thêm một miếng bánh cầm trên tay, gã từ từ đi tới, miệng không ngừng chật lưỡi rồi lên tiếng. Đây, tới đây nhá, tao cho ăn này, cho mày bánh nhá. Con chó kia khịt khịt cái mũi rồi lại quẩy đuôi. Nó từ từ bước tới, đưa mũi ngửi ngửi lên tay gã Hưng, lè lưỡi liếm cái bánh quy. Gã bỏ nhẹ miếng bánh quy xuống đất, tay lại vuốt ve đầu con chó. Nó ngoan ngoãn liếm lấy tay gã, rồi lại cúi đầu khịt khịt lè lưỡi liếm lên miếng bánh. Gã Hưng nhẹ nhàng rón rén tròng sợi dây thòng lọng kia vào trong cổ con chó. Sau đó bất thình lình, gã siết mạnh khiến con chó giật mình. Nó kêu lên ăng ẳng, rồi quay đầu há miệng táp mấy táp. Gã Hưng cũng giật bắn mình lùi lại. Con chó lao người toan chạy đi, nhưng lại bị sợi dây thòng lọng kia kéo giật ngược, siết chặt vào cổ, nằm vẩy xuống đất giãy giụa kêu lên từng tiếng ăng ẳng. Thấy con chó đã bị sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ, gã cười lên khằng khặc, rồi vung tay nhấc hỏng sợi dây thòng lọng kéo con chó lên trên mặt đất. Bốn chân con chó trắng vùng vẫy cố tìm điểm bám víu, cổ siết chặt khiến nó không thở được, chỉ phát ra từng tiếng ăng ẳng. Bất ngờ gã Hưng vung tay xoay sợi dây thòng lọng ấy thành từng vòng, khiến con chó cũng bị xoay theo vun vút. Chết này, chết này, chết này. Gã vung tay kéo sợi dây hất lên cao rồi đập mạnh xuống. Cả thân con chó theo đó mà đập bôm bốp xuống dưới mặt đất. Hai cú đập mạnh đầu tiên, con chó còn kêu lên ư ử. Nhưng cho đến cú đập thứ ba, thứ tư thì con chó đã bị đập chết tươi. Đập độ đâu hơn chục cái, gã mới chịu dừng tay. Gã thở lên hồng hộc đi nhanh tới, đưa mắt nhìn về phía con chó trắng. Cái đầu chó trắng đã bị đập vỡ ra, hai bên con mắt lòi ra ngoài. Cái lưỡi dài thì thè lè ra một bên. Máu tươi từ đường vỡ trên đầu chảy xuống, ướt hết cả bộ lông, thấm đầy trên sợi dây thòng lọng. Thấy vậy gã lại cười lên khoái chí, xách cái xác con chó trắng ấy bỏ vào trong cái bao bố, rồi khiêng lên vai, đi thẳng về nhà. Vừa đi lão vừa cười khẳng khặc, vẻ mặt vui mừng hớn hở, bởi chiều nay lại được ngồi nhâm nhi bên tô dựa mận cùng với đĩa thịt luộc chấm mắm tôm thơm lừng mùi xả ớt. Tối hôm ấy độ chừng gần 7 giờ tối, xác con chó trắng đã được gã Hưng chặt thành từng khúc nhỏ, cho vào trong cái nồi nấu một nồi dựa mận thơm lừng. Hương xả ớt cùng với mùi giềng bốc lên tỏa đi khắp xóm, khiến cho ai người thấy cũng đều chèm chẹp lưỡi. Nhưng cái xóm này từ độ hơn 2 tháng nay, nghe mùi hương xả thì thèm thật đấy. Chứ mà nghe đến cái món thịt chó thì ai nấy cũng đều lắc đầu, nhăn mặt có chút ghê rợn. Nhưng ai chê thì chê, nhà gã vẫn thường ăn cái thứ thịt thơm ngon bổ dưỡng này, lại còn cho thứ thịt ấy có nhiều chất đạm, không bổ đằng ngang thì cũng bổ đằng dọc. Thằng lũ châm điếu thuốc rít mấy hơi liền, phì phèo khói, ngồi co chân trên cái giường nhỏ dưới gốc cây xoài trước nhà gã Hưng. Nghe thấy cái mùi thơm lừng kia, nó lại khịt khịt mũi, bụng kêu lên ọt ọt mấy tiếng. Bà cụ Mến cũng đang ngồi bên cạnh, miệng nhóp nhép miếng kẹo lạc. Chừng cũng nghe thấy mùi hương thơm lừng, lại nghe tiếng ọt ọt từ bụng thằng lũ phát ra, ấy lại quay sang thở dài. Bố chung mày, suốt ngày nhậu với nhẹt, chó với cả mèo,
Thế hôm nay nghe bảo lại nhận được cái đám nào về hôm? Rồi ôi, thằng Hưng nhà bác nó hơi khờ, cũng nhờ mấy cháu giúp cho. Gả chống nuôi con, nuôi mẹ già. Thằng Lũ nghe vậy thì liền dạ dạ cười cười, đưa tay gái gái đầu. À, vâng ạ, à, một người một xóm cả mà. Chúng cháu giúp được thì gì thì cứ giúp thôi. Anh ấy cũng siêng lắm ạ, làm gì cũng chịu lắm. Còn với mấy anh em trong xóm thì có gì ngoài cái nghề sống nhờ vào người chết. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Bà cụ cười hiền, rồi lại thở dài một hơi, bất ngờ đưa tay chụp lấy tay thằng Lũ. Mà này, tao nghe nói thằng Sang trong xóm này nó có đôi mắt lạ lắm phải không? Nghe đầu lần là mấy chuyện của người trong xóm kể, bác cũng nửa tin nửa ngờ. Thấy nó bình thường thế kia mà, thế là nó có mắt âm dương thật là Lũ, với cả nhìn thấy trước tương lai à? Lũ nghe vậy thì lại gái gái đầu, ầm ầm ừ ừ. Vâng, vâng bác. Chuyện này vốn là có thật bác ạ. Lúc đầu chúng cháu cũng không tin, nhưng mà hễ nó mơ thấy cái gì thì lại chính là cái điểm báo cho cái hạn sắp tới ấy. À, nghe đầu lần trước nó mơ thấy. Nói đến đây Lũ chợt rùng mình, lạnh người, đưa mắt run run nhìn lên trên cành cây xoài. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, đung đưa từng cái lá, vang lên tiếng xào xạc. Dưới cái ánh đèn vàng mờ nhạt, nó cảm giác như có thứ gì đó đang nấp trên cây nhìn xuống. Thế mày làm sao hả cháu? Trên cây xoài có gì à? Lũ giật mình ngậm ở, rồi đưa mắt nhìn về phía bà cụ mến. Dạ không, không, chỉ là hôm qua thằng Sang nó mơ, thấy cây xoài... Bà cụ mến chớp chớp đôi mắt mờ, da mặt đã nhăn nheo nổi từng đốm đồi mồi, tò mò hối thúc. Thế cây xoài thế nào hả cháu? Mày nói rõ tao nghe xem nào. Chừng lúc này gã Hưng trong nhà đã đi ra, trên tay bưng cái mâm nhỏ, mùi thịt thơm lừng đã bốc lên. Gã đặt cái mâm xuống giường rồi cười hề hề, chèn ngang cuộc trò chuyện. Rồi Lũ ơi, xong rồi. Mẹ nó, thơm thế chứ lệ. À, sao? Mày muốn nhậu ở đây hay anh em mình vác ra mộ nhậu nhá? Sẵn tiện canh mộ luôn. Mày thấy có được không? Gã ngồi xuống sắp bằng, đưa tay với lấy ly rượu, rồi rót ra cái ly nhỏ, uống ực một tiếng. Quay sang nói với bà cụ mến. À, mẹ ơi, con có để lại cho mẹ và thằng Phúc một tô lớn với đĩa luộc bên trong đấy. Hai bà cháu ăn với nhau nhé. Cái này con đái mấy anh em. Bà cụ chợt lưỡi quay sang, thở dài lấy một hơi rồi mới đứng dậy. Ừ, để mẹ vào ăn với thằng Phúc. Mẹ thì già rồi, ăn được bao nhiêu chúng mày cứ lấy mà nhậu với nhau. Mẹ vào ăn đi ạ, ngon lắm. Ừ, chó này ngon lắm ạ, còn non cầy tơ đấy ạ. Ôi dào, tao tầm tuổi này, sống thì chỉ chờ chết, ngon dở thì chả như nhau. Mà nhỡ tao có chết, mày phải gắng mà nuôi thằng Phúc ăn học thành tài đấy con ạ. Mẹ cứ thế, chết thế nào được. Bà cụ mến chặt lưỡi rồi cười cười, đi nhanh vào trong nhà. Thằng Sang cũng vừa từ bên ngoài xóm chạy xe vào, dừng lại bên cái giường nhỏ, vác thùng bia bỏ xuống giường, rồi lại đưa cho thằng Lũ một hộp thịt vịt. Đưa mắt nhìn qua cái nồi dựa mận, Sang dùng mình nuốt nước bọt, dựng chân trống, leo xuống xe rồi ngồi vào mâm nhậu, đưa tay chỉ về phía cái nồi thịt chó. À, anh Hưng, thịt chó đấy à? Gã Hưng đang rót dở ly rượu, nghe hỏi thì cười cười gật đầu. Ờ, thịt chó nấu dựa mận, ngon khỏi bàn, nhá. Này, anh gắp cho mẹ ăn thử miếng này. Sang dùng mình lắc đầu xua tay lia lịa. Chừng quay sang gắp lấy miếng thịt vịt cho vào chén rồi khui bật lon bia. À, thôi, em không ăn được. Mà anh ăn thịt chó như thế là nghiệp lắm đấy. Ở trong xóm mình có ba con linh cẩu chúng nó thiêng lắm. Còn có ba cái tượng thờ ngoài nghĩa trang kia kìa. Chúng nó giúp người nhiều lắm. Chó là bạn không phải thức ăn anh Hưng ạ. Thôi, anh nghe em. Nốt hôm nay mai bỏ đi anh ạ. Gã Hưng đưa tay gắp lấy một miếng thịt chó, cho vào miệng rồi nhai nhóp nhép, lại uống thêm một ly rượu. Gã khả lên ra điều khoái chí lắm, rồi lại lắc đầu lia lịa. Còn chó cũng như là con gà con vịt,
Hễ con nào nuôi thì con đó thịt. Mẹ tiền sử nó ngon thế mà. Ăn đi, chết chó chứ chết mình đâu mà lo. Dứt lời gã lại nốc thêm một cốc rượu lớn. Ấy hai thằng kia thấy vậy thì cũng lắc đầu, rồi lại uống cạn lon bia chỉ trong hai hơi. Ngồi chén chú chén anh với nhau dăm độ 30 phút, một tiếng hơn, thằng Sang cũng đã ngả ngả say. Nó đứng dậy rồi lên tiếng xin về trước, để còn trông con bé Quỳnh ở nhà, lại còn nhắc thằng Lũ nhớ sang đốt lửa ngoài mộ sớm. Lũ ậm ừ rồi gật đầu khẳng định chắc nịch. Ấy thằng Sang lại chặt lưỡi rồi kéo vai thằng Lũ lên tiếng. Mày nhớ tao kể với mày chuyện gì không? Nãy giờ ngồi nó cứ lạnh lạnh người kiểu gì ấy. E là cây xoài này sắp có chuyện. Anh em chúng mày coi mà cẩn thận đấy. À ừ, còn cái việc này chắc là mai tao với thầy đi về Vạn Giã. Độ đầu 4-5 ngày mới vào ấy. Nghe thầy bảo có người trong gia đình thầy vừa mất. Tao cũng ở với thầy lâu nay, thôi thì đi sẵn giúp được gì thì giúp. Mày với anh Hưng xây cái mộ của bà cụ kia, vật tư thì lấy bao nhiêu thì báo người ta chở đến nhá. Gã Hưng từ nãy đến giờ đã uống hơn nửa chai rượu. Nghe thằng Sang vừa nói thì gã cười lên khằng khặc, đưa tay chỉ về phía Sang. Mẹ tiền sư, chứ mày bảo chúng mày là dân xóm mộ, thế mà nhát hơn anh đấy à? Có cái chó gì mà phải sợ nhỉ? Chỉ là mơ thôi kia mà. Tín quá của hoa cuồng đêm ạ. Mày cứ đi đâu thì đi, việc xây mộ cứ để anh với thằng Lũ lo. Gã vừa nói vừa cười lên vô tri vô giác. Thằng Sang gật gật cù cù, rồi lại dặn dò thêm mấy câu. Sau đó thì phi xe phóng thẳng về đến nhà. Duy chỉ còn thằng Lũ đang ngồi với gã Hưng, uống thêm mấy lon. Lũ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại bất giác ngửa cổ, nhìn lên trên phía cây xoài. Những gì thằng Sang nói lại ẩn hiện hữu lên trong đầu, khiến nó khẽ rùng mình, lạnh toát sống lưng. Trường lại đun đun giọng lên tiếng. Anh Hưng này, thôi mình nghỉ, em còn ra canh mộ. Ngồi dưới gốc xoài này anh thấy nó ghê ghê thế nào ấy. Mà này, em kể anh nghe chuyện này nhé. Lũ rùng mình lên một cái, rồi kéo sát gã Hưng vào mà kể lại toàn bộ sự việc mà thằng Sang đã kể lại với nó. Còn tưởng là gã Hưng sợ, ấy nhưng gã lại ngửa cổ cười lên khằng khặc, rồi lại lắc đầu xua tay. Có cái chó gì, chả ăn thịt chó thì là chó ăn, nó lại ăn lại. Rồi ăn thịt lợn thì là lợn nó ăn lại à? Chúng mày rõ lo. Anh ăn thịt chó cả bao lâu nay, thế là có chuyện gì đâu nào. Thôi, thế mày sợ phải không? Thế anh mang ra ngoài mộ, anh em mình lai dai canh mộ nhá. Thế nào? Thằng Lũ nghe vậy thì chặt lưỡi nhăn mặt. Nhưng nó biết gã này có phần tỉnh phần điên, có giải thích cũng chả hiểu được sâu xa. Nó cũng đứng bật dậy. Thôi thôi, thế anh em mình ra mộ làm lai dai. Mẹ nói thật, em canh mộ đêm một mình em cũng sợ. Sợ bỏ mẹ ra. Lần trước có đám linh cầu chúng nó táp vào mông ấy. Gã Hưng nghe vậy thì cũng lại ngửa cổ mà cười ngặc nghẽo. Cả hai lại nhanh chóng dọn cái mâm nhậu, rồi mang hẳn ra ngoài cái huyệt mộ của cụ bà vừa mới hạ thổ lúc chiều. Ngọn lửa cháy bập bùng bên cái huyệt mộ. Gã Hưng rót lấy hai ly rượu, rồi đưa cho thằng Lũ một ly. Cả hai ngửa cổ uống cạn. Gã Hưng lại à lên một tiếng, rồi đưa tay gắp lấy miếng thịt chó, cho vào trong miệng nhai nhóp nhép. Thằng Lũ ngồi nhìn một lúc rồi dường như cũng không cản lại được sức hấp dẫn của mùi hương riềng mẻ. Lại đang trong cơn say, nó cũng chèm chẹp cái lưỡi rồi gắp lấy một miếng thịt chó cho vào miệng, ăn ngon lành. Gã Hưng thấy vậy thì cười lên khằng khặc, lắc đầu lia lịa. Anh còn tưởng mày thế nào? Thế là không chịu nổi phải không? Đây, anh mày mà nấu thì ối rồi ôi. Nói dứt câu, gã lại gắp thêm cho thằng Lũ một miếng vào chén. Nó cũng cười cười. Mẹ nói thì nói, nhưng mà nó ngon thật. Cả hai anh em chúng nó lại chén chú chén anh. Thằng Lũ ngồi kể như được mùa những câu chuyện quái dị đã từng xảy ra ở xóm mộ cho gã Hưng nghe. Nhưng cái gã này lúc điên lúc tỉnh, gã nghe chuyện buồn chuyện vui gì cũng cười hề hề, mặt không có lấy cảm xúc.
đến ngay cái đám tang của người khác mà gã còn cười còn nhảy múa được. Ngồi đánh chén đến tận khuya, khi mà nồi thịt chó đã được chén sạch, rượu cũng đã nốc cạn chai, cả hai nằm lăn ra cái chiếu nhỏ mà ngủ say như chết. Nói thì chẳng phải là bày cách, chứ mà uống say đến mức ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì cũng là một cách tốt để canh mộ không phải sợ sệt. Trời về khuya, âm khí trong ghế trang lại dâng lên cực thịnh, những bóng ma lợn và lợn vợn khắp nơi. Có kẻ khóc, người cười, người thì la hét gào thét, dường như là không chấp nhận rằng mình đã chết. Âm phong thổi qua cuốn theo bụi mù phảng phất, từ bên dưới cái huyệt mộ mới chôn còn chưa lắp hết đất, cái quan tài của bà cụ bỗng lại rung lên bần bật. Tiếng rên hử hự của người đàn bà bỗng văng vẳng trong gió, rồi lại có tiếng khóc than. Vừa rồi gã Hưng đã say mềm, đứng tiểu vào một gốc. Ấy thế nào nước tiểu nó lại văng một ít lên trên nắp quan tài. Ngay cái chỗ ấy đang bốc lên nghi ngút khói trắng, một làn hơi sương đỏ rực như máu từ bên dưới thoát ra, kèm theo đó là tiếng gầm gừ ghê rợn phát ra từ bên trong cái quan tài. Làn hơi sương đỏ rực kia phảng phất khắp nơi, tựa chừng như tìm kiếm một thứ gì đó. Nó cứ bay lả lả bên trong nghĩa trang, những cái bóng ma khác trông thấy thì đưa mắt nhìn theo. Bất thình lình nó bay vút đi về thẳng hướng xóm mộ rồi mất hút. Tại nhà gã Hưng, bà cụ Mến đang nằm trên cái võng nhỏ đùng đưa ở nhà trên. Bên trong phòng, thằng Phúc đã ngủ say từ lúc nào, chả là nó cũng vừa mới lấy trộm mấy cốc rượu ngâm của gã Hưng để uống sau khi ăn cái tô dựa mận. Bà cụ Mến nằm lim dim đôi mắt, tiếng võng đùng đưa qua lại, vang lên tiếng kéo cả kéo kẹt. Trong cái màn đêm u tối vắng lặng không có lấy một tiếng côn trùng, duy chỉ có tiếng kéo kẹt vang cứ văng vẳng bên tai, nghe nó cứ ghê rợn não nề. Sợi dây thỏng lọng mà gã Hưng nhặt bên ngoài nghĩa trang, rồi lại dùng nó mà xiết cổ con chó mang về nhà, bây giờ đã nhuốm màu đầy máu, được gã ném lại vào trong cái bao bố, chừng định bụng sẽ mang đi theo khi đi nhặt phế liệu. Nhớ mày có gặp con chó hoang nào thì có đồ mà hành nghề. Làn sương đỏ rực phảng phất bên trên mái nhà, rồi lại từ từ hạ thấp xuống, luồn qua một khe cửa hẹp, lao vào bên trong căn nhà. Chừng đậy lơ lửng, nó lao nhanh xuống bếp rồi nhập thẳng vào cái dây thòng lọng đang dính đầy máu khô. Chỉ thấy cái dây thòng lọng ấy run lên bần bật, rồi cứ như có một lực vô hình nào đó khiến rời thây thòng lọng, lao vút ra bên ngoài, treo lơ lửng lên trên thanh đá gỗ. Mặc cho trời không có gió, sợi dây thòng lọng cứ đung đưa qua lại, từng nhịp đều đều, chừng như là có ai đang đánh đu trên đó. Bà Mến đang nằm lim dim, hai mắt nhắm nghiền lại, cái võng đang đong đưa thì cũng từ từ dừng hẳn lại. Dường như bà Mến đang dần chìm vào trong giấc ngủ, tiếng kéo cả kéo kẹt cũng nhỏ dần rồi im bặt. Nhưng còn chưa thiếp đi được bao lâu, bà cụ Mến lại xoay người nhăn mặt khó chịu, bởi bên tai bà cụ lại đang văng vẳng cái tiếng kéo cả kéo kẹt lạnh lẽo trong đêm vắng. Còn tưởng là cái võng của mình đang phát ra thành tiếng, bà cụ Mến đưa một chân xuống nền rồi ghì chặt lại, không để cái võng chuyển động. Nhưng quái lạ, tiếng kéo cả kéo kẹt kia vẫn vang lên đều đều bên tai. Bà choàng tỉnh, nhào nhào đôi mắt cay xè của mình, rồi lại từ từ mở to ra. Bên tai vẫn còn nghe rõ lắm cái tiếng kèn kẹt kia. Lần này bà cụ đưa hai chân xuống nền cố giữ lại, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cái võng đã đứng yên nhưng cái tiếng kia thì không dừng lại. Bà mới chớp chớp mắt mấy cái, ngồi bật dậy, hai tay vịn vào trong cái võng, rồi lại đưa tay vỗ vỗ vào hai đầu ổ bi, lại ngó nghiêng xung quanh. Quả nhiên cái tiếng kia lại im bặt đi, xung quanh lại rơi vào sự tĩnh lặng. Bà cụ Mến ngó nghiêng một lúc rồi mới ngáp dài một tiếng, nằm vật lại xuống võng, hất chân để đưa cái võng lắc lư, rồi lại từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Tiếng kéo cả kéo kẹt lại văng vẳng phát lên, tạo nên một âm thanh rờn rợn bên trong căn nhà. Tiếng võng kêu một tiếng thì tiếng sợi dây thỏng lọng cũng đánh đu qua lại kêu một tiếng đáp trả.
như một đầu sợi dây thòng lọng đang cột trên thanh đà, bỗng lại có dấu hiệu chùn xuống, rồi siết chặt hơn. Từng nhịp đung đưa bỗng lại chậm rãi nặng nề hơn. Phía bên dưới bây giờ bất thình lình lại xuất hiện một cái bóng người. Cổ của người này bị sợi dây thòng lọng kia siết chặt, đầu gục xuống, tóc tai rũ rượi. Cả cơ thể rũ xuống, hai chân cách mặt đất gần một thước chứ chả ít. Cái bóng kia toàn thân mặc một bộ đồ trắng, hai tay buông thõng đang lắc lư, đung đưa qua lại theo từng nhịp của sợi dây thòng lọng. Tiếng sợi dây thừng ma sát vào cây đà gỗ vang lên ken két đến nghiến cả răng. Cái bóng người treo cổ cứ đung đưa theo từng nhịp, rồi bất thình lình nó ngẩng đầu nhìn lên, để lộ một khuôn mặt của người đàn bà độ chừng 70, với làn da tím tái nhăn nheo, nổi đầy mụn cóc, cái lưỡi thẻ lè ra dài quá ngực, đôi mắt trắng giá vừa mở to, thì lại nhìn chừng chừng lên phía nhà trên, miệng lại từ từ nhoẻn lên, nở một nụ cười quái dị. Giọng cười hi hí phát ra từ trong cổ họng, kèm theo tiếng ho nghe đến rợn cả tóc gáy. Bà cụ Mến còn đang ngủ say, trong đầu cứ vang lên tiếng của ai đó cười lên lanh lảnh âm u, như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Bà cụ nằm xoay người nhăn mặt, đưa tay day day lấy hai bên tai. Chẳng mấy chốc đã lại chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ tối nay, bà cụ Mến thấy mình đang nằm trên cái võng, đung đưa từng nhịp qua lại, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Chợt nghe tiếng bước chân của ai đó vang lên, từng tiếng bước chân nặng nhọc như đang dẫm mạnh vào trong lồng ngực. Bà để ý một tiếng ụch vang lên, thì lồng ngực bà lại bị thụt xuống một nhịp, tim lại đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài. Bà toàn muốn ngồi dậy, nhưng dường như là có một lực vô hình nào đó đè mạnh lên trên, khiến cơ thể như có một tảng đá lớn đè mạnh, không tài nào cử động được, dù chỉ là một ngón tay đưa lên. Bà cố hết sức bình sinh, cố vặn người xoay ngang, nhưng cơ thể lại như bất động, không có một chút sức lực. Tiếng uỳnh uỳnh kia vẫn phát ra bên tai, một cảm giác nặng nề từ đâu ập tới, khiến bà sợ sệt, miệng ú ớ, toàn lên tiếng kêu thằng Phúc, nhưng cổ họng cứ như bị bóp chặt, không nói ra thành lời. Chỉ có tiếng ú ớ phát ra từ trong sâu trong cổ họng. Thở hồng hộc mấy hơi, toàn lấy lại bình tĩnh. Bà biết mình đang bị bóng đè, nên mới từ từ nhắm mắt, rồi bắt đầu niệm Phật trong đầu. A Di Đà Phật vang lên câu, hai câu, rồi lại đến câu niệm thứ bảy. Bà mới cảm giác toàn bộ cơ thể mình nhẹ nhõm dần đi. Bất ngờ có thứ gì đó lạnh lạnh vừa rơi xuống giữa trán, thứ kia lại lăn mạnh từ trán xuống má. Cảm nhận được sự lạ, bà mới từ từ mở mắt, đảo con ngươi nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy gì ngoài căn nhà trống rỗng. Lại có thứ gì đó nhũ bồm bộp vào giữa trán, lại còn phát ra tiếng cười hà hà không ra hơi, khiến cho bà cụ Mến giật mình, ngửa cổ rồi từ từ đưa đôi mắt nhìn ngược lên phía đầu võng. Tiếng ú ớ lập tức phát ra từ cổ họng, cả người bà lại cố vùng vẫy, vẻ mặt hết sức kinh hãi, trợn ngược đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ ở trên. Đập vào trong mắt bà cụ ấy lại là một khuôn mặt của một người đàn bà đang sưng phù lên, da tím ngắt, mái tóc trắng rối bù, hai con mắt thổ lộ như muốn rớt ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào mặt bà cụ Mến. Cái lưỡi dài thè lè xuống bên dưới, từng giọt nước dãi đỏ chót như máu cũng từ đó mà nhiễu bồm bộp lên mặt. Bà kinh hãi đến tột độ, cơn sợ ức chế từ sâu bên trong khiến bà muốn há miệng mà hét lớn. Nhưng còn chưa kịp hét thì một sợi dây thòng lọng từ tay người đàn bà kia đã ngay lập tức tròng vào cổ bà cụ Mến, sau đó siết mạnh. Bị sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ, bà cụ Mến chỉ biết vùng vẫy, cố dùng hết sức bình sinh mà gào thét, nhưng cũng chỉ là cái tiếng ú ớ không thành lời. Chừng bên tai bà cụ lại vang vẳng tiếng người đàn bà kia cười lên khẳng khặc. Sợi dây siết mạnh đến mức hai mắt bà cụ Mến trợn ngược lên, khuôn mặt tái lại vì thiếu hô hấp, cả người giãy lên đành đạch, tay chân co quắp lại. Nhưng dường như toàn bộ cơ thể lại không có một chút sức lực nào để thoát ra khỏi sức siết chặt của sợi dây thòng lọng. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa mẹ ơi, mẹ.
Tiếng đập cửa rầm rầm vào trong cái vách tôn, kèm theo tiếng còi lớn của gã Hưng khiến cho thằng Phúc đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc. Nó ngồi bật dậy rồi ngáp dài, đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ. Tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên inh ỏi, khiến thằng Phúc nhăn mặt đứng dậy vươn vai, đẩy cánh cửa phòng đi nhanh ra ngoài. Con đây, bố đợi tí. Nó vừa đi vừa nói bằng cái giọng ngái ngủ. Ấy nhưng khi chân vừa bước ra tới phòng khách thì nó giật bắn mình, hốt hoảng khi trông thấy bà cụ Mến đang nằm vùng vẫy trên võng. Hai tay bà thì lại đang tự bóp chặt lấy cổ mình, khuôn mặt tím tái đi trông thấy. Thấy vậy Phúc hốt hoảng lao nhanh tới, vung tay chộp lấy tay bà cụ Mến, vừa giật ra vừa lên tiếng gọi lớn. Ôi ôi, nội ơi, nội làm sao đấy? Nội ơi, nội! Bà cụ Mến giật bắn mình ngồi bực dậy, thở gấp lên từng hơi, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống theo từng tiếng thở mạnh. Phía bên ngoài lại có tiếng đập cửa hối thúc. Thằng Phúc lập tức lao tới mở chốt cửa. Gã Hưng bên ngoài tay cầm cái nồi, bước nhanh vào nhà. Chuyện gì? Chuyện gì đấy? Bố nghe mày hét cái gì đấy? Phúc đưa tay chỉ về bà cụ. Nội tự bóp cổ mình. Úi dồi ôi, mẹ làm sao thế? Thế sao lại tự bóp cổ thế kia? Gã vừa nói vừa đi nhanh đến ngồi xuống bên cạnh cái võng. Bà cụ Mến đã dần lấy lại được bình tĩnh, thở hắt ra một hơi. Bên dưới cổ hằn đỏ dấu hai bàn tay, bà lắc đầu chặt lưỡi. À, không sao, chỉ là mẹ bị bóng đè mà thôi. Gã Hưng cười cười. Ồ, thế là bóng đè hả mẹ? Không sao, bóng đè thì không chết được. Vừa nói gã vừa cười, rồi đi nhanh xuống bếp, tắm qua một lần, rồi lại với tay vác lấy cái bao bố lên vai, chừng đi nhanh ra ngoài. Con đi làm mộ nhé. Nói rồi gã lại đi nhanh ra ngoài. Bà cụ Mến đưa mắt nhìn theo bóng thằng con trai nửa tỉnh nửa điên của mình, rồi thở dài một hơi có chút bất lực. Thằng Phúc cũng đứng trông theo rồi lắc đầu. Vốn nó cũng biết bố nó nửa điên nửa tỉnh, nên cũng chẳng mấy ngó ngàng. Từ nhỏ đến giờ việc họp hành từ lớp đến trường đều là bà cụ Mến thay mặt bố nó đi sự, chứ mà để gã Hưng đi có khi lại cười hố hố trong giờ họp. Thằng Phúc ngồi xuống hỏi chuyện, bà cụ Mến cũng chỉ nói rằng mình bị bóng đè. Việc này không phải là hiếm, nên cũng chỉ nói qua loa, không kể rõ sự tình. Bà cụ đi nhanh ra sau rửa mặt cho tỉnh, nhưng khi nhắm mắt trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của người đàn bà quái dị, khiến bà khẽ rùng mình. Trong đầu lại tự đặt câu hỏi, rốt cuộc là mình bị bóng đè hay là cái điểm báo chẳng lành. Nghĩ đến đây bà cụ lập tức đứng dậy, đi nhanh tới trước cái gương. Bà ngửa cổ lên rồi nhìn vào trong gương, mới giật bắn mình hốt hoảng. Bước lùi lại mấy bước, hai mắt mở to, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thở mạnh từng hơi gấp gáp. Nhìn chằm chằm vào trong gương, bà từ từ đi tới rồi lại ngửa cái cổ lên, nhìn vào trong thêm một lần nữa. Chừng lúc này mới thấy rõ giữa cổ đang có một vết lằn đỏ to bằng ngón tay cái ngang qua cằn cổ. Đưa tay sờ sờ lên trên cổ, lại không cảm nhận được sự đau hay rát, mặc dù vết lằn kia nó vẫn đỏ ửng lên như là đang ứa máu. Bà kinh hãi đoán chừng vết lằn này chính là một sợi dây thòng lọng đã xiết vào giữa cổ đêm qua. Lập tức bà quay người, đi nhanh ra nhà trước, đưa tay thắp lấy mấy nén hương, rồi lại run run đi nhanh ra sau, khấn khấn vái vái gì đó, vẻ mặt tái mét lại, thắp vội ba nén hương xuống một góc. Thằng Phúc nó thấy lạ thì lên tiếng tò mò hỏi. Bà cụ Mến thì lại sợ thằng cháu biết chuyện mà đâm ra sợ, nên cũng trả lời cho qua chuyện, rồi mới với tay đội cái nón đi ra ngoài. Thấy vậy Phúc lại lên tiếng. Ơ, mới sáng nội đi đâu đấy? Bà cụ Mến chặt lưỡi. Nội đi chợ sớm. Vừa nói bà vừa đi nhanh ra ngoài, mặt trời cũng đã lên quá đầu. Cụ Mến đứng lẩm bẩm một lúc rồi mới đi nhanh tới nhà thằng Sang. Đứng còi ý ới một lúc thì không thấy ai ra mở cửa. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, chợt có tiếng gọi từ phía sau. Bà Mến tìm thằng Sang đó à?
Nó chở sư thầy đi vạn giã từ sáng rồi. Thế có việc gì không? Quay lại thì đã thấy bà Năm đang đạp chiếc xe đạp từ bên ngoài đi vào. Dừng lại bên cạnh bà cụ Mến rồi hỏi chuyện. Bà cụ mới chặt lưỡi rồi lại lên tiếng. Tôi nghe bảo thằng Sang xóm mình có cái khả năng nhìn trước điểm gõ nên mới đến tìm. Nhờ nó giúp cho. Chả là đêm qua tôi nằm chiêm bao thấy có người xiết cổ tôi. Sáng ra còn có cái dấu lằn đây này. Dứt lời, bà cụ Mến ngửa cổ để lộ vết lằn ra trước mặt bà Năm. Dì Năm vừa trông thấy thì chớp chớp mắt liên tục rồi lại lắp bắp. Sao mà ghê vậy? Nhưng mà thằng Sang nó đi vạn giã từ sáng rồi. Ngày đầu 4-5 ngày mới về chứ chẳng ít. Khổ thế chứ lại. Thôi, tôi đi mua ít rau, chốc chiều tôi sang. Tôi kể cho bà nghe cái chuyện đêm qua nhé. Tôi cũng bận ra mộ, có gì thì chiều bà sang nhé. Nói rồi hai người đàn bà tản nhau ra mỗi người một hướng. Người ra mộ, người xuống dạp chợ. Trong căn nhà trống rỗng, thằng Phúc lại chạy đi đâu đó không biết. Dường như là nó đi chơi nét với lũ bạn. Mấy nén hương bà cụ Mến thắp lúc nãy vẫn còn đang cháy đỏ đầu. Khói trắng bốc lên tạo thành làn, vạng vất đi khắp nơi. Trời lúc này không có gió, nhưng làn hương khói kia bất ngờ cuốn mạnh theo một chiều. Từ sân sau nhà cuộn vào trong bếp, rồi sộc thẳng lên trên sợi dây thòng lọng đang buộc chặt một đầu lơ lửng trên cây đà gỗ. Làn hương khói kia cuộn quanh sợi thòng lọng khiến nó run lên bần bật rồi lắc lư qua lại. Dầm một tiếng, cánh cửa bên ngoài bỗng dưng mở bật vào trong. Gã Hưng từ bên ngoài đi vào, tay chân lấm lem bụi bẩn, xi măng dính đầy trên mặt. Gã mới đi xuống bếp để ngó nghiêng tìm gì đó, chừng lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, sợi dây thòng lọng ấy đâu rồi nhỉ? Nhớ hôm qua bỏ vào trong cái bao bố kia mà. Mẹ tiên sư ai lại lấy mất? Vừa rồi có sợi dây thì đã không tuột mất con chó trắng ngoài mộ rồi. Hóa ra vừa trong lúc khi đang phụ thằng lũ xây mộ, gã lại trông thấy một con chó trắng đang lợn vợn. Toàn muốn bắt lấy thì lại không tìm thấy sợi dây thòng lọng kia đâu, nên mới để sổng. Gã lập tức đi nhanh về nhà để tìm sợi dây. Nhưng từ nãy giờ lại chẳng thấy sợi dây kia đang nằm ở đâu. Bất thình lình lại trông thấy ba nén hương của ai đó đang thắp cháy rực ở một góc sân sau. Gã nheo nheo mắt rồi gãi đầu cười hề hề. Chân bước nhanh tới, ngồi sụp xuống bên ba nén hương. Ấy lại vô thức đưa tay quạt quạt lấy mấy hơi khói để nó sộc vào mũi mà ngửi ngửi mấy hơi. Thơm, thơm quá. À không, để thế này thì có khi cháy nhà cũng nên. Gã đưa tay chụp lấy ba nén hương kia mà cắm ngược ba đầu đang cháy rực xuống dưới đất. Sau đó đứng dậy phủi phủi tay, ngó nghiêng xung quanh, chừng còn kéo quần mặt tè lên trên ba nén hương. Vừa tè gã vừa ngửa cổ cười khẳng khặc. Dập lửa chứ không thì lại cháy nhà chẳng chơi. Dùng mình mấy cái rồi lại quay lưng bỏ đi ra ngoài, đóng chặt cửa, đổi lấy cái mũ rách rồi đi nhanh ra ngoài mộ, tiếp tục công việc của mình. Còn về con chó trắng, gã vẫn hăm he tìm cách để rình bắt cho được nó. Trời vừa sập tối, bà cụ Mến đang đi lững thững từ nhà dì Năm đi về. Cả buổi chiều, hai người đàn bà ngồi buôn chuyện với nhau. Dì Năm có gọi cho thằng Sang mấy cuộc để hỏi xem sự việc, nhưng lại không thấy nó bắt máy nên cũng đành thôi. Bà cụ đi về đến gần cửa nhà thì lại thấy thằng Phúc đang dắt xe đi đâu đó. Bà hỏi thì nó lại lên tiếng nói rằng tối nay nó đi học thêm học bớt gì đó dưới trường, 9 giờ đêm mới về. Nghe vậy bà cũng ậm ừ, trường đi nhanh tới ngồi bên cái giường trước nhà, đợi thằng con mình đi làm về. Nhưng ngồi độ đâu hơn nửa tiếng lại chẳng thấy bóng dáng thằng con đâu. Cũng đoán chừng gã Hưng lại chén chú chén anh chung với thằng Lũ, nên bà đứng dậy thở hắt một hơi rồi đi nhanh vào trong nhà. Đi nhanh xuống dưới loay hoay luộc ít rau lang, đang đứng đợi cho nước sôi. Bỗng bà cụ lại cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Thoáng quay người nhìn ra sau, rồi nhìn lên nhà trên, cũng chẳng thấy sự gì lạ. Tiếng ken két chậm rãi phát lên từ bên trên, khiến bà cụ Mến giật mình, đưa tay hạ nhỏ lửa, rồi lại nheo mắt nhìn lên tiếng hỏi. Ai đấy?
Dứt lời, bà đi nhanh lên trên, ngó nghiêng, chừng chỉ trông thấy cái võng đang đung đưa qua lại. Khựng lại đôi chút, nhìn chằm chằm về phía cái võng. Cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa chính thổi vào, khiến cái võng lắc lư. Tiếng ổ bi khô nhớt lại vang lên ken két. Thấy vậy, cụ Mến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Là gió thôi mà, còn tưởng là thứ gì. Toàn quay lưng đi nhanh xuống dưới, nhưng khi vừa đặt chân xuống bếp thì bên tai bỗng dưng lại nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ sân sau. Cụ Mến đi xuống đưa tay tắt cái bếp đang sôi ủng ục, quay người nhắm mắt nhìn ra sân sau. Tiếng gầm gừ lại cất lên. Bà ngó nghiêng nhìn nhìn thì giật mình bước lùi lại. Từ trong cái bóng tối mờ, hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Bà cụ ú ớ rồi lắp bắp. Cái gì đấy? Chợt có tiếng chó sủa vang lên, khiến bà cụ Mến giật nảy mình, hốt hoảng đưa tay vuốt ngực mấy cái. Rồi ôi, thì ra là con chó thôi à? Bố tổ mày, mày đi đâu mà lạc vào nhà tao thế này? Mày đi nhanh, không thằng Hưng nó về, nó thịt mày đấy con ạ. Nói rồi xùy xùy mấy tiếng, đi nhanh ra ngoài cửa sau, đưa tay xua xua toàn muốn đuổi con chó bên ngoài chạy đi. Từ đằng sau, trên cái xà gỗ, bóng người đàn bà thắt cổ vào sợi dây thõng lọng đang lắc lư, mở trừng trừng đôi mắt trắng giá nhìn về phía bà cụ Mến, rồi lại nở một nụ cười quái dị. Cụ Mến bước ra bên ngoài, cũng chẳng để ý đằng sau, chỉ chăm chăm đôi mắt nhìn về phía bóng con chó đang đứng. Bà xua xua tay, nhưng con chó kia không hề có chút sợ hãi. Nó đứng yên bất động, dương đôi mắt đỏ nhìn về phía bóng bà cụ đang đi tới. Đi nhanh đi, chó nhà ai thế nhỉ? Bố tổ, đi nhanh, lại muốn vào nồi đấy à? Đi đi, đi, đi. Bà đang nói thì lại lắp bắp, ú ớ tiếng được tiếng mất. Hai mắt mở to lên trừng trừng, chân run lên cầm cập. Bởi khi vừa bước tới gần, bà cụ Mến mới bối rối sợ hãi khi nhận ra. Con chó trước mặt toàn thân trắng bạch, hai con mắt đỏ ngầu ngầu, trên đầu đội cái nón lá của bà vẫn thường hay đội. Hai cái nanh dài nó lộ ra bên ngoài. Con chó trắng lại gầm gừ, nhếu nháo nước dãi xuống mặt đất. Chừng lại trông thấy cái mũi đỏ chót của nó, bà cụ Mến trố mắt ú ớ. Chó chẳng chẳng, mũi đỏ, chó. Nhưng còn chưa hết bàng hoàng, bà ngớ người, kinh hãi ngã uịch xuống đất, tay chân lạnh toát, run lên bần bật. Ánh mắt nhìn chằm chằm về cái sự quái dị đang diễn ra trước mắt. Con chó trắng đang đứng bằng bốn chân thì bất ngờ từ từ nó đứng phắt thẳng dậy, rồi đứng bằng hai chân. Hai chân trước bình thường sẽ đưa ra trước, nhưng lần này lại duỗi thẳng xuống hai bên, dáng đứng chẳng khác nào con người ta. Đầu nó từ từ ngẩng lên, cái nón lá trượt ra sau. Con chó trừng trừng đôi mắt đỏ, miệng nhoẻn lên mà cười một cách quái dị. Nó vừa cười rồi lại vừa đưa chân bước tới. Cái tướng đi bằng hai chân chẳng khác gì một con người thực thụ. Từng tiếng bước chân từ con chó vang lên khiến cho nhịp tim bà cụ Mến đập lên thình thịch. Con chó bước tới một bước, bà cụ lại bước lùi bò một bước. Cứ như thế, con chó trắng bước thẳng qua cánh cửa, ép bà cụ lùi sâu vào trong vách bếp. Chợt lại có thứ chất lỏng rơi lộp bộp trên đầu, bà cụ run bần bật, đưa tay chùi lấy thứ nước kia rồi run run đưa ra trước mắt. Thấy bàn tay mình đang dính đầy máu đỏ, mùi máu tanh nồng xộc vào trong mũi, khiến bà mếu máo nhăn mặt, ngửa cổ rồi từ từ nhìn lên trên thì hỡi ơi, cái xác một người đàn bà tóc trắng đang treo cổ lủng lẳng trên cây đà gỗ. Cái lưỡi thì dài thè lè xuống, nhíu nháo từng giọt nước dãi đỏ tươi bồm bộp vào mặt. Nhìn vào khuôn mặt quái dị kia, bà cụ Mến mới tá hỏa, há hốc mồm khi nhận ra người đàn bà đang treo cổ bên trên ấy lại chính là người đàn bà đã đứng ngay đầu võng đêm qua. Bất thình lình, người đàn bà mở trừng mắt rồi há miệng cười lên khẳng khặc. Điều cười quái dị vang vọng khắp căn nhà, xoáy vào trong trí não khiến bà Mến như muốn hóa điên. Rú lên một tiếng kinh hãi, dùng hết sức bình sinh mà lồm cồm bỏ dậy, toàn gào thét lao nhanh ra ngoài. Thì bất ngờ từ bên trên, sợi dây thõng lọng lao vút xuống, tròng vào trong cổ bà cụ Mến rồi siết chặt, giật ngược và ngã ngửa ra đằng sau.
Sợi dây lại kéo mạnh, toàn thân bà cụ Mến bị lôi sành sạch trên nền nhà, bất ngờ bị giật mạnh một phát, siết chặt vào trong cổ, rồi kéo toàn bộ cơ thể bà cụ lơ lửng lên trên không trung. Dây thòng lọng siết chặt vào cổ, treo bà cụ Mến lên trên cây đà gỗ. Bà cụ vùng vẫy, hai chân đạp mạnh xuống đất, toàn tìm điểm trụ. Hai tay đưa lên cổ, cố nới lỏng sợi dây ra. Nhưng bà càng vùng vẫy thì mối hút lại càng siết chặt. Hai mắt bà cụ trợn ngược lên, vẻ mặt tái lại, yếu ớt vùng vẫy, chẳng khác nào cảnh tượng gã Hưng từng treo xác con chó trắng lên cây sào để làm thịt. Con chó trắng đội nón, đứng ngửa cổ mà nhìn lên bà cụ Mến đang treo cổ chết lần chết mòn. Nó hé miệng rồi ngửa cổ mà cười lên khẳng khặc khoái chí. Bóng người đàn bà tóc trắng thì lại ngồi vắt vẻo trên cây xà ngang, trên cổ vẫn còn đeo sợi dây thòng lọng, cũng nhoẻn miệng mà cười khẳng khặc. Mày già rồi, sống chỉ làm gánh nặng cho con cho cháu mà thôi. Mày phải chết, chết chung với tao. Mày chết mới không làm gánh nặng cho chúng nó. Chết, chết hết. Tao bắt chết hết với tao. Chừng độ đâu 8:30 tối ngày hôm ấy, chỉ sau vài tiếng đồng hồ khi cái chết tức tưởi của bà cụ Mến xảy ra, Thằng Phúc đạp nhanh chiếc xe về nhà, trong lòng như lửa đốt, cảm giác nôn nao như có ai đó đang hối thúc mình mau mau quay về nhà. Dừng chiếc xe đạp đầm trước cửa nhà, Thằng Phúc leo xuống rồi thở hồng hộc. Đạp từ dưới dốc đạp lên trên này cũng chẳng phải dễ dàng gì. Con dốc không cao nhưng mà dài, lắm lúc nó phải leo xuống mà sắt bộ cho đỡ mệt. Dắt chiếc xe đi nhanh vào trong nhà, ngó nghiêng chẳng thấy nội mình đâu. Thằng Phúc lên tiếng gọi lớn mấy tiếng, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Chừng lại nghe tiếng ken két vang lên từ phía sau bếp. Tưởng chừng là cụ Mến đang làm gì bên dưới, nó đi nhanh đến cửa phòng rồi lại đẩy cửa đi vào, thay vội bộ đồ học sinh trên người ra. Chừng đang loay hoay gom đồ đi tắm thì nó chợt khựng lại. Dưới ánh sáng mờ mờ, nó trông thấy dường như có thứ gì đó đang đung đưa qua lại từ trên cao. Bởi căn phòng được sừng vách bằng tôn, hở trần gần một thước, nên khi ánh sáng chiếu vào in hẳn xuống dưới nền nhà, nó trông thấy có thứ gì dài dài đang đung đưa. Ngó nghiêng đôi mắt nhìn lên thì lại trông thấy trên cái đà gỗ có sợi dây thừng đang cột chặt một đầu, đung đưa qua lại. Tiếng ken két cũng đang phát ra từ đó. Thấy sự lạ, Thằng Phúc mở cửa phòng đi ra, bước nhanh xuống dưới bếp. Nó quay sang phải từ ngửa cổ nhìn lên. Cái xác bà cụ Mến đang bị sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ, khuôn mặt tím tái, mắt nhắm nghiền, cái lưỡi thẻ lè dài ra, nước dãi lại nhiễu bồm bộp xuống dưới nền đất. Chừng lúc này mới hốt hoảng chết điếng, há hốc mồm ú ớ, buông bộ đồ học sinh còn đang cầm trên tay. Nó run lên bần bật trong vô thức, khuôn mặt tái lại, bên dưới đúng quần nước tiểu đã chảy ra thấm ướt từ lúc nào không hay. Thằng Phúc quay người lao nhanh chạy về hướng cửa chính, toàn muốn lao ra ngoài để kêu hò hét kêu cứu. Nhưng dầm một tiếng, cánh cửa chính bất ngờ đóng chặt lại trước mắt, khiến thằng Phúc khựng lại, kinh hãi mà nhảy lên đong đọng, tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa tôn rầm rầm. Cứu! Đập mạnh cho đến mức tấm tôn móp méo, nhưng như có một lực vô hình giữ chặt cánh cửa kia lại, khiến nó không thể nào bị đánh bật ra. Thằng Phúc gào thét trong vô vọng, đập cửa đến đỏ cả tay, nhưng lại chẳng có kết quả. Nó quay người lao thẳng về phía cửa sau, nhưng khi chạy ngang qua cái xác đang treo lủng lẳng, nó lại khựng lại, theo quán tính liền đưa mắt nhìn qua. Lại một lần nữa nó kinh hãi rồi ôm đầu gào rú. Nội ơi! Bước lùi ra phía cửa sau, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác bà cụ đang lơ lửng, đung đưa qua lại. Thằng Phúc nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên từng tiếng. Nó xoay người chạy ra khoảng sân sau, toàn phóng người lên bờ rào để nhảy ra bên ngoài. Một hàm răng sắc nhọn từ đâu cắn mạnh vào bắp chân thằng Phúc, khiến nó đau đớn thét lên một tiếng thất thanh. Bất ngờ, thằng Phúc bị lôi ngược lại vào trong, ngã uỵch ra đất. Một cảm giác đau rát từ bên dưới bắp chân hiện hữu, đưa tay ôm lấy chân mà gào khóc. Nó đưa mắt nhìn xuống, lại trông thấy mất đi một mảng thịt lớn nơi bắp chân, máu tươi chảy ra lênh láng,
đất cát dính đầy trên vết thương, gào khóc trong vô vọng. Nó run run đưa tay bám víu bỏ ngược vào trong nhà. Tiếng nhóc nhép bỗng vang lên bên tai. Thằng Phúc ú ớ quay đầu nhìn lại, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Từ trong bóng tối, một cái bóng đen đang đi bằng bốn chân cùng với đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang dần tiến tới. Phúc trợn mắt nhìn chằm chằm về đôi mắt đỏ ngầu ấy, một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đến tột độ. Cái bóng kia dần dần tiến tới, tiếng gầm gừ đó cũng phát lên. Phúc nhìn chăm chăm cho đến khi cái bóng đen kia hiện rõ, chính là con chó trắng mũi đỏ lòm, trên đầu lại đội một cái nón tách. Miệng nó đang nhai nhóc nhép mảng thịt lớn, chừng như là mới cắn ra từ chân thằng Phúc. Bất ngờ, con chó trắng ấy ném mảng thịt sang một bên, rồi lại nhe nanh gầm gừ. Phúc trông thấy con chó trắng mũi đỏ thì hốt hoảng, trong đầu nó lại nhớ về hình ảnh con chó trắng hôm qua mà bố nó vừa làm thịt. Mày là mày. Con chó trắng bất thình lình nhoẻn miệng cười khẳng khặc, khiến thằng Phúc giật bắn mình. Nhưng còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì đập vào trong mắt là cảnh tượng con chó trắng đang từ từ đứng thẳng lên, hai tay duỗi thẳng, cái nón lại trượt ra sau, để lộ khuôn mặt của con quỷ cầu đang nở nụ cười quái dị. Phúc ú ớ nhăn mặt, còn chưa hết kinh hãi thì bất thình lình con quỷ cầu đã phóng tới, nhảy bổ lên trên người nó, chừng há miệng mà tắp mạnh xuống vào đầu. Thằng Phúc hét lớn lên một tiếng, theo quán tính nó đưa tay lên chắn ngang đỡ lấy. Con chó trắng tắp thẳng vào tay thằng Phúc rồi nghiêng đầu đai nghiến. Tiếng cầm gừ vang lên, Phúc la oai oái, gào thét vùng vẫy, cố dùng hết sức bình sinh, vùng tay mà đấm mạnh vào đầu con chó. Tưởng chừng cú đấm sẽ đấm cho con chó văng ra đất, nhưng nào có ngờ, cú đấm vừa rồi lại xoẹt xuyên qua đầu con chó, đấm mạnh vào không trung. Thằng Phúc kinh hoàng, đưa mắt nhìn lại thì mới nhận ra. Con chó trắng trước mặt, nó chỉ là một cái bóng mập mờ phảng phất, hoàn toàn không có thực. Phúc còn chưa kịp hét lớn mấy tiếng thì sợi dây thòng lọng từ trên cao đã xả xuống, tròng thẳng vào trong cổ nó rồi siết mạnh. Thòng lọng siết chặt vào cổ, đường thở bị chặn lại, khiến cho nó thở gấp từng hơi, trợn ngược mắt, lưỡi thè lè ra, hai mắt đỏ ngầu ngầu ứa lệ. Lại chết chung với tao đây này. Giọng kia vừa dứt thì thằng Phúc lại bị kéo ngược lên trên cây xà gỗ, lơ lửng thân thể giữa không trung. Nó vùng vẫy xoay người, hai tay lúng túng cố tìm điểm bám. Nhưng khi quay sang, nó bất thình lình trông thấy cái xác của bà cụ Mến đang cúi gục đầu, mái tóc đã trắng xóa từ lúc nào, hai khuôn mặt đối diện nhau. Phúc đang vùng vẫy yếu ớt, bất ngờ khuôn mặt người đàn bà kia lại ngẩng lên, hai mắt mở trừng ra, nhìn chằm chằm vào mặt nó. Cái xác người đàn bà há miệng rồi cười lên khẳng khặc, rồi lại vung tay chụp lấy cổ thằng Phúc rồi bóp chặt. Thằng Phúc trợn ngược mắt rồi lại vùng vằng dãy giụa, ú ớ từng tiếng yếu ớt. Phần vì sợi dây thòng lọng đang siết chặt, phần vì người đàn bà quái dị kia lại đang bóp chặt cổ. Nó dãy giụa trong vô vọng, hai mắt đứng tròng, lưỡi thè lè ra một đoạn dài, rồi từ từ lịm dần đi. Hai tay và hai chân buông xuôi chết tức tưởi. Cứ như thế, hai cái xác treo hai đầu sợi dây tạo thế cân bằng, dán ra hai bên, khiến cho hai cái xác thòng xuống, chỉ cách mặt đất một khoảng vừa tầm. Phía bên dưới, bóng người đàn bà khòm lưng, trên cổ còn đeo một sợi dây thòng lọng, đã chuyển sang một màu đỏ rực. Chừng người đàn bà này đã hóa quỷ thòng lọng từ lúc nào. Chừng là khi gã Hưng dùng sợi dây ấy giết con quỷ cậu, máu tươi nhuốm đầy trên sợi dây, càng làm cho người đàn bà treo cổ tích tụ thêm oán nghiệp, sinh hận mà hóa quỷ, bắt hồn người khác để kéo theo mình. Con quỷ thòng lọng cùng với con quỷ cậu đang đứng hai chân, ngửa cổ nhìn lên hai cái xác rồi nở một nụ cười đắc ý. Chừng lại từ từ biến mất trong không trung, để lại hai cái xác của hai bà cháu treo cổ, chết tức tưởi không kịp chăn trối.
Khuya ngày hôm ấy, khi mà gã Hưng đã say mềm, ngồi sau xe thằng Lũ mà gục đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, Lũ cũng đã say khướt, cầm lái chở gã Hưng, hai mắt mở đi ánh nhìn. Chiếc xe băng băng chạy từ dưới dốc, chạy ngang qua cái nghĩa trang. Cả ngày hôm nay, hai anh em cũng đã xây gần xong cái mộ. Chiều đến lại rủ dê nhau đi đánh chén ở quán trứng lộn, đến tận giờ này mới mò về. Chiếc xe nghiêng nghiêng ngả ngả, quẹo vào trong xóm mộ, dừng lại trước cây xoài nhà gã Hưng. Lũ lên tiếng. Anh Hưng ơi, tới nhà rồi anh Hưng ơi. Gã ngồi sau nghiêng nghiêng rồi ngã ập xuống dưới cái giường, nằm dài ra đó, chừng lại gật gật đầu, nói tiếng được tiếng mất. Tới nhà rồi sao? Tới nhà rồi. Gã vừa nói vừa nằm co ro lại, chừng như là say quá độ, không còn biết trời trăng mây gió gì. Muốn nằm vật ra giường mà ngủ luôn ở đây. Thấy vậy thằng Lũ lại vung chân đá đá vào người, lại cúi xuống vung tay vỗ vỗ vào mặt. Ê, ông Hưng, dậy nhanh, dậy, vào nhà mà ngủ. Ngủ ở đây, chúng gió đấy. Anh vào. Thấy gã Hưng đang lồm cồm bỏ dậy, thằng Lũ mới phóng xe đi thẳng về nhà, để lại gã Hưng đang nghiêng nghiêng ngả ngả, siêu quẹo mà đưa chân bước cao bước thấp đi vào nhà. Thấy cánh cửa đang mở tang hoang, gã đưa tay vỗ vỗ vào một bên cánh, vang lên tiếng rầm rầm, giọng lè nhè. Mẹ ơi, đêm rồi lại không đóng cửa thế à mẹ? Gã bước tới đưa tay vịn vào trong vách tôn, ngó nghiêng chớp chớp con mắt, nhìn về phía cái võng đang đung đưa kéo cà kéo kẹt. Gã loạng choạng lẩm bẩm chửi đồng. Nhà cửa thì này, mở toang hoang, mời trộm nó vào chắc. Vừa nói gã vừa quay người muốn nôn ọe, cơn buồn tiểu lại dâng lên đến tức cả bóng đái. Gã lại loạng choạng bước nhanh xuống bên dưới bếp. Từ bên ngoài, một đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn chằm chằm về phía gã, hơi thở khì khì vang lên. Gã Hưng khựng lại, dường như cũng đã trông thấy đôi mắt đỏ ấy, đưa tay vịn vào trong cái cánh cửa phòng của thằng Phúc, toàn đứng vững, nhìn chằm chằm trở lại vào đôi mắt đỏ kia. Bất chợt, đôi mắt đỏ ngầu ngầu ấy như đang thôi miên gã, hai con người dại dần đi. Gã choáng váng rồi lắc đầu lia lịa, chớp mắt liên tục. Trong cái ánh nghè đi trông thấy, đôi mắt đỏ kia đã biến đi đâu mất. Gã loạng choạng bước xuống, khi chân vừa đặt xuống bếp thì khựng lại. Có thứ gì đó thu hút ánh nhìn. Gã quay người nhìn sang bên phải, nhèo nhèo con mắt rồi lại ú ớ. Gì đây? Chó ở đâu thế này? Trong mắt gã Hưng, hai cái xác con chó trắng đang bị treo ngược, lơ lửng bằng sợi dây thòng lọng, đang siết chặt vào cổ. Gã đưa mắt nhìn hai cái xác to lớn, rồi lại cười, xoa xoa hai tay vào nhau, cười lên khẳng khặc, miệng liếm mép thèm thuồng. À, hai con chó to thế nhỉ? Là thằng Phúc nó làm hai con chó này thì phải. Mẹ tiên sư, đã cạo sạch lông rồi sao? Mày đúng là con của bố. Mẹ học nhanh lắm con ạ. Bố mày đi tiểu, xong bố mày sẽ vào làm. Dứt lời, gã đi nhanh ra ngoài sân sau, kéo khóa quần rồi hành sự. Dùng mình mấy cái, gã quay người đi ngược vào trong. Dáng đi siêu siêu quẹo quẹo, gã lại đứng chống tay vào tấm tôn rồi nôn ọe mấy tiếng. Trường lại đi nhanh vào, vung tay chụp lấy con dao bầu, gã vẫn thường dùng để mổ chó, tay lăm lăm con dao. Ánh mắt nheo lại, hai chân bước loạng choạng tới hai cái xác chết đang treo lủng lẳng. Gã Hưng đưa tay sờ sờ lên một cái xác chó rồi lại cười khẳng khặc. To nhè. Gã vung tay đưa con dao lên ngang tầm, dí mũi dao vào giữa rốn con chó, sau đó dùng lực mà đâm mạnh vào. Một tiếng phập vang lên, mũi dao đã đâm thủng lớp da mỏng rồi chui vào bên trong bụng. Gã Hưng day day tay rồi rạch một đường sang ngang. Lưỡi dao khứa mạnh cắt đứt từng lớp thịt tươi, cái bụng chẳng mấy chốc đã bị rạch một đường sang ngang. Khúc ruột dài bị cuốn theo lưỡi dao mà rớt ra bên ngoài. Khi gã vừa rút lưỡi dao ra,
máu tươi từ cái bụng ấy đổ ra như thác đổ, chảy ồ ạt xuống dưới nền nhà. Gã Hưng đứng nghiêng ngả, đưa tay gỡ khúc ruột đang cuộn rối trên lưỡi dao, sau đó lại đâm mạnh một nhát vào phần bụng gần cổ con chó. Lại một tiếng phập mềm mại vang lên. Gã dùng hai tay cầm lấy cán dao rồi dùng sức mà kéo mạnh một đường từ trên xuống dưới. Một xoẹt đến lạnh cả người vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Gã Hưng bước lùi lại, đưa mắt nhìn cái bụng con chó kia bị rạch ra làm đôi. Những thứ nội tạng bên trong lòng thòng đung đưa qua lại, muốn rớt xuống bên dưới. Gã Hưng nheo nheo mắt rồi chợt lưỡi rùng mình. Mẹ nó chứ, tành thế không biết. Dứt lời, gã lại quay sang thọc dao vào trong con chó còn lại, cứa mạnh mấy đường. Dường như con chó này da nó dai. hơn con vừa rồi. Lưỡi dao không cắt được một lần dứt khoát, mà phải cứa mạnh từng nhịp mới đứt được. Mổ một đường ngang một đường dọc, cái bụng con chó kia cũng đã bị mổ toang ra, nội tạng cũng lòng thòng ra bên ngoài, chả kém cái xác kia là bao. Gã cởi phăng cái áo, mồ hôi ướt sũng như tắm, đưa tay quẹt lấy trán rồi thở hắt một hơi. Gã lại thọc con dao vào trong bụng, rạch mạnh, luồn lách lưỡi dao rồi cắt đứt từng bộ phận nội tạng, lôi hết ra bên ngoài. Lần lượt hai cái xác chó đã được gã Hưng mổ bụng, moi ruột sạch sành xanh, không còn một mảng ruột nào dính lại bên trong cả. Gã loay hoay quay người tìm giấy báo, toàn để quấn xác hai con chó mà mang đi thôi. Nhưng tìm mãi chẳng thấy mấy cọc giấy báo đâu, chỉ thấy cái bình ga khò mini đang nằm trước mắt, liền với tay chụp lấy. Thế thì bố mày khò luôn. Mai lại vác đi thui sau, khò nhanh thì còn đi ngủ. Bật cái bình khò cháy rực lên, gã Hưng lại dí sát đầu lửa khò và lớp da của hai cái xác chó. Lửa khò đốt tới đâu, da thịt săn lại đến đó, lông tơ bị cháy xém, mỡ vàng cũng từ bị lửa khò đốt cho chảy thành từng dòng. Mũi thịt cháy khô khét lẹt cùng với mùi mỡ tanh nồng bốc lên, xộc vào trong mũi, khiến gã Hưng nhăn mặt, khạc nhổ liền mấy tiếng liên tục. Sau đó thì lại tiếp tục quay sang khò mạnh vào từng mảng da thịt, mỡ vàng chảy mạnh thành từng dòng, lộp bộp từ hai cái xác ấy rơi xuống mặt đất. Tiếng cười vang vẳng của một người đàn bà vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho gã Hưng bị giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Ai đấy? Ai cười đấy? Lại có tiếng cười khẳng khặc phát ra sau lưng. Gã quay người nhìn lại, bất ngờ hốt hoảng khi trông thấy bóng một con chó trắng đứng bằng hai chân, đầu đội nón lá, hai mắt đỏ ngầu, hai chân trên duỗi thẳng. Con chó đang nhe nanh, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía gã Hưng mà cười lên khẳng khặc. Gã Hưng mới ú ớ chết điếng, run run giọng. Mày, nó... Gã quay người toan chạy đi thì bất ngờ khựng lại, hai mắt trợn ngược lên, miệng há to ra rú lên một tiếng thất thanh. Trước mắt gã Hưng, hai cái xác kia không còn là hai cái xác chó, hiện rõ là hai cái xác của mẹ và con trai hắn. Nói trắng ra là xác của bà cụ Mến và thằng Phúc. Gã điếng người, hai mắt nhìn chết chân về phía hai cái xác người đang treo lơ lửng, đã bị gã mổ bụng moi ruột, rồi lại dùng lửa khò mà khò lớp da thịt bên ngoài cho đến khô vàng cả lại. Gã liếc mắt nhìn xuống, chừng lại trông thấy đống nội tạng nhảy nhụa đang nằm trong một vũng máu lớn. Gã điếng người lắc đầu lia lịa. Không phải. Tiếng cười của người đàn bà lại lanh lảnh cất lên, khiến gã Hưng đưa mắt nhìn lên trên cây xà gỗ, trông thấy con quỷ thỏng lọng với đầu tóc bù xù trắng bạc đang ngồi vắt vẻo hai chân, trong tay đang cầm sợi dây thỏng lọng. Gã ú ớ. Mày, mày quên tao được sao? Chính mày đã đưa tao về nhà kia mà. Mày đã đưa tao về nhà đấy mà. Chính mày đã mang sợi dây thòng lọng ấy bắt con quỷ cậu, rồi lại còn đái lên trên nắp quan tài, vô tình phá chấn yểm trên nắp quan, tao mới thoát ra được. Lời vừa dứt, con quỷ thòng lọng liền vung sợi dây phóng tới,
chồng vào trong cổ gã Hưng rồi siết chặt, giật mạnh mà kéo ngửa gã Hưng lơ lửng lên trên không trung. Gã vùng vẫy trợn mắt, tay chân giãy giụa không ngừng. Bằng chút hơi tàn cuối cùng, gã thét lên một tiếng thất thanh, rồi nhăn mặt, cổ họng bị siết chặt lại, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng, rồi từ từ tái lại, lưỡi bắt đầu thè ra để cố hít thở. Mặc cho gã đang giãy lên đành đạch để giành giật sự sống, con quỷ thòng lọng ngồi vắt vẻo hai chân trên cây đà. Nó ngửa cổ cười khẳng khặc: "Tao bắt chết hết lũ chúng mày, tao bắt sạch cái xóm mộ này, chết chết cả lũ, chết cả lũ." Con quỷ cầu bên dưới, nó cứ đứng ngửa cổ rồi cười lên khẳng khặc. Trong đôi mắt ấy hằn lên một nỗi oán hận đến vô cùng, nỗi căm phẫn bị phanh thây xẻ thịt một cách man dợ mà gã Hưng đã làm với nó. Tiếng hét thất thanh của gã Hưng khiến cho dân xóm mộ thoáng giật mình thức giấc. Nửa đêm thanh vắng, có vài người nghe động lại mở cửa ngó nghiêng, chừng lại không thấy gì, duy chỉ nghe văng vẳng tiếng ai đó la hét, lại có tiếng chó sủa inh ỏi. Tưởng là trộm, vài người còn hiếu kỳ mở sáng đèn sân rồi dọi đèn pin tới lui, nhưng đổi cũng chẳng thấy gì. Chừng chỉ thấy căn nhà gã Hưng đang sáng đèn, nhưng cũng chẳng mấy làm để ý. Sáng ngày hôm sau, cũng chẳng ai ngó ngàng để ý gì đến căn nhà của gã Hưng đang mở cửa tang hoang. Thằng Lũ ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt đỏ hoe. Sau khi chở con bé Quỳnh đi học, nó chạy ngược lại vào trong xóm mộ, thắng kít chiếc xe lại trước nhà gã Hưng, rồi lại đứng gọi lớn mấy tiếng: "Anh Hưng ơi, anh Hưng, anh Hưng ơi, thế sáng nay không đạp phụ em tí à? Còn tí việc anh em mình làm một buổi nữa là xong đây này. Anh Hưng ơi." Nhưng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Căn nhà tuy mở cửa nhưng lại chẳng có ai bên trong. Cái bóng đèn vẫn còn mờ sáng. Thằng Lũ ngó nghiêng, ném điếu thuốc còn đang hút dở ra ngoài đất. Mùi khói thuốc vừa tản đi thì cái mùi tanh tưởi cũng vừa ập đến. Mùi máu tanh từ trong căn nhà phảng phất rồi sộc vào trong mũi. Thằng Lũ vừa ngửi thấy cái mùi quen thuộc thì lại chớp chớp mắt, chừng lại chèm chẹp cái lưỡi: Là mùi máu, mùi máu." Rón rén đi vào lớn tiếng gọi lớn, chừng lại ngó nghiêng khịt khịt cái mũi như đánh hơi, cảm nhận được mùi máu tanh nồng kia đang bốc ra từ bên dưới bếp. Lũ nuốt nước bọt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an lo sợ. Chân bước từng bước thật chậm xuống bên dưới. Nó đưa tay bám vào trong vách tôn, rồi rón rén nghiêng đầu, hé mắt rồi nhìn ra sau bếp. Bà cái xác chết lơ lửng kia đập vào trong mắt. Thằng Lũ trố mắt kinh ngạc, hốt hoảng, tay chân lạnh ngắt, cả người run lên bần bật, nhìn chằm chằm về ba cái xác đang treo cổ lơ lửng trên cây xà gỗ. Nó quay người ú ớ rồi nhăn mặt bếu máu, chân đùn đùn bước về phía cửa trước, giọng nói lắp bắp trong miệng: Có chết chết, treo cổ." Bước được ba bước rồi lập tức nó phóng người lao nhanh ra ngoài, dùng hết sức bình sinh mà hô hoán gào thét: "Có người chết, có người chết. Nhà ông Hưng treo cổ chết hết rồi, chết hết rồi. Bớ có người chết." Nghe thấy tiếng thằng Lũ hét lớn, người người nhà nhà trong xóm mộ lập tức túa ra bên ngoài, lao nhanh đến chỗ thằng Lũ đang đứng la hét mà tụ tập hỏi chuyện. Nó mếu máo nói tiếng được tiếng mất, tay không ngừng chỉ vào bên trong căn nhà. Những người trong xóm hiếu kỳ toàn đi nhanh vào ngó nghiêng, nhưng khi vừa trông thấy ba cái xác treo lơ lửng, hai cái còn bị mổ bụng, moi ruột rớt xuống bên dưới nền, mùi máu tanh cùng với mùi thịt khét bốc lên khiến cho tất cả đồng loạt hốt hoảng chạy ngược ra ngoài, ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Xóm mộ lấy thêm một phen nữa dậy sóng, tiếng còi hú inh ỏi vang lên. Cơ quan chức năng chẳng mấy chốc đã đến phong tỏa hiện trường. Biên đội pháp y cũng lập tức có mặt để tiến hành khám nghiệm tử thi. Trên trang mạng xã hội, hàng loạt những thông tin về vụ án tại xóm mộ liên tục được thổi phồng. Chiều tối hôm ấy, trong lúc sư thầy đang làm lễ ma chay, sang ngồi lướt điện thoại, lại vô tình xem được thông tin kia thì trố mắt hốt hoảng. Trong lòng sang lại nóng lên như lửa đốt, chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua. Khi đang chìm trong cơn mộng mị, nó lại thấy mình đang đi từng bước vào trong xóm mộ. Cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi. Nhưng cho đến khi nó nhìn kỹ lại thì chết điếng khi trông thấy
Trước mỗi cánh cửa của từng căn nhà đều có một sợi dây thòng lọng treo lủng lẳng. Đi thêm một đoạn thì thằng Sang lại bất thình lình khựng lại. Trước cây xoài nhà gã Hưng có ba cái bóng người đang đứng nhìn chằm chằm vào bên trong. Ba cái bóng kia vô cùng quen thuộc. Càng đưa chân bước nhanh tới thì lại càng thấy rõ. Một cái bóng cháy đen xì xì, một cái thì toàn thân lở loét, cái bóng còn lại thì đang hừng hực ngọn lửa cháy quanh người. Sang vừa trông thấy đã chùn chân, tim thắt lại, hai mắt rưng rưng ứa lệ. Thằng Hùng, thằng Dương, chúng mày. Cả ba cái bóng quay lại, đưa mắt nhìn về thằng Sang đang chảy dài hai dòng lệ trên má. Chúng nó cười cười, rồi thằng Hùng mới lên tiếng. Được rồi, sống chết có số, tụi tao có phải là đi luôn đâu, mày còn thấy tụi tao kìa mà. Thằng Hùng cười trong nghẹn ngào, hai thằng kia thì đồng loạt lên tiếng. Mày đi tìm thầy về bắt hai con quỷ bên trong, một con là quỷ cậu, một con là quỷ thỏng lọng. Chúng nó giết ba mạng người rồi chứ chả ít, không ngăn kịp thì thằng Lũ sẽ là người tiếp theo. Sang nghe vậy liền trố mắt kinh ngạc, rồi đưa mắt nhìn về phía căn nhà gã Hưng, chừng lắp bắp run run giọng. Quỷ thỏng lọng, quỷ cậu, nhà ông Hưng, chết hết rồi sao? Thằng Dương ậm ừ lên tiếng. Ừ, con quỷ thỏng lọng kia là do ông Hưng mang về nhà. Nó chính là bà già chết treo cổ mà chúng mày vừa nhận đám đấy. Trong lúc đốt đồ, ông Hưng lại không đốt sợi dây thỏng lọng ấy đi, mà lại dùng nó để bắt một con chó ma ở ngoài nghĩa trang. Sợi dây đó dính đầy máu nên oán càng thêm oán. Chúng nó về bắt chết cả nhà ông ấy rồi. Thằng Lũ cũng dính cái nghiệp ăn thịt con chó ma ấy, nên người tiếp theo sẽ là nó, sau đó là tới cái xóm này. Lời vừa dứt thì Sang cũng giật mình thức giấc bởi tiếng trống thúc sáng bên ngoài. Loài hoài thế nào, từ sáng đến chiều lại quên mất cái việc ấy. Đến bây giờ khi đọc được tin tức trên mạng thì mới nhớ trực ra. Nhấn số gọi cho thằng Lũ nhưng lại không thấy nó nghe máy. Lại gọi sang số gì năm thì biết được thằng Lũ đang trên phường để lấy lời khai nhân chứng phát hiện ra hiện trường vụ án. Sang nóng ruột mang cái sự này nói với sư thầy, toàn lại lập tức mang xe chạy về trong đêm, vì lo rằng nếu chậm trễ thì sáng mai có thể là thằng Lũ chỉ còn là cái xác không hồn. Đêm hôm ấy, thằng Lũ sau khi làm việc với các cơ quan chức năng xong, nó không về nhà mà lại mua mấy lon bia rồi đi nhanh về hướng ngôi mộ của người đàn bà kia, đốt lên khóm lửa cháy rực, rồi mới ngồi xuống khui lấy lon bia lạnh mà uống ừng ực, à lên một tiếng. Trường lại thở dài lẩm bẩm. Hở ra là chết. Số mạng con người chỉ có thế thôi sao? Cứ cái đà này, chắc mình bỏ xứ đi nơi khác ở cũng nên. Nó lại nốc thêm một hai lon bia ừng ực vào trong người, dùng men say để xua đi nỗi sợ hãi. Dù muốn dù không thì nó vẫn phải canh lửa hết đêm nay. Bởi dù gì cũng đã nhận tiền của người khác mà làm việc, thì nhất định phải làm cho có tâm. Lũ ở dài một tiếng, lôi nhanh cái điện thoại từ trong túi bật lên toan xem giờ thì thấy cái màn hình lại đen sì, nhấn mãi không lên. Lũ chật lưỡi đặt cái điện thoại sang một bên, lẩm bẩm mà chơi trong miệng. Lại hừ mẹ nó cái nút nguồn rồi, đã nghèo thì chớ. Vừa nói nó vừa đưa tay trải chiếc chiếu nhỏ ra nền một ngôi mộ gần đó. Toàn đặt lưng nằm xuống thì bất thình lình bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Nó khựng lại, Trường cũng đã ngả ngả cơn say, đưa đôi mắt mỏi nhừ vì cả ngày không ngủ mà nhìn xung quanh. Tiếng bước chân kia vẫn vang lên đều đều, nhưng không biết là đang phát ra từ đâu. Lũ chỉ nghe thấy nó văng vẳng trong đầu, không có phương hướng. Ai đấy? Lên tiếng hỏi lớn nhưng lại không thấy ai trả lời, thì liền đứng bật dậy, chống nạnh rồi nhìn xung quanh cái nghĩa trang vắng lặng tối mịt. Chớp tắt ánh đèn đỏ yếu ớt từ những căn mộ, bên tai lại vang vẳng tiếng máy tụng kinh. Hai tiếng bước chân bỗng vang lên sau lưng, Lũ quay phát lại, giật mình khi trông thấy từ trong cái bóng tối mịt, một đôi mắt sáng được đang nhìn tới. Tiếng gầm gừ cũng từ đó cất lên. Đôi mắt sáng được kia lại từ từ di chuyển, dần dần tiến nhanh về phía trước.
Thằng Lũ thấy vậy thì lạnh người, sống lưng như có luồng điện chạy dọc lên gáy, khiến cho da gà nổi lên từng đợt. Tiếng bước chân uỳnh uỳnh lại kèm theo tiếng gầm gừ. Cái thứ kia bước dần tới, Lũ run run ú ớ rồi từ từ bước lùi lại, toàn quay người muốn chạy đi. Nhưng khi cái thứ kia lại dần gọi hiện rõ, chỉ là một con chó trắng trên đầu đội cái nón lá rách đang từ từ tiến tới. Thấy con chó xuất hiện, Lũ thở hắt một hơi rồi lại chật lưỡi, cúi người chụp lấy cái vỏ lon mà ném thẳng về phía con chó. Mẹ nhà mày, đồ con chó, mày làm tao hết hồn, còn tưởng là linh cẩu ấy chứ. Vừa nói, thằng Lũ lại cúi người nhặt thêm mấy cái vỏ lon mà ném tới. Nhưng bất thình lình, con chó trắng lại sủa lên mấy tiếng, rồi lại phóng nhanh tới, từ trên cao nhảy phủ xuống người thằng Lũ. Con chó nhà nành múa vuốt rồi há miệng táp liên tục. Thằng Lũ hốt hoảng, theo quán tính liền đưa tay lên đỡ, loạng choạng đưa hai chân bước lùi ra sau, rồi hụt chân xuống cái bậc thềm mộ mà ngã ngửa, lăn mấy vòng ra đất. Còn chưa kịp bò dậy, con chó đã phóng tới, há miệng cắn mạnh vào chân Lũ rồi day mạnh. Nó hét lên một tiếng thất thanh rồi vung chân đạp mạnh về phía con chó. Nhưng bất ngờ, duy chỉ đạp vào không trung, con chó thấy vậy thì đắc thắng. Nó nhoẻn miệng cười lên khẳng khặc, rồi từ từ đứng bật dậy bằng hai chân. Lũ thu người bò nhanh ra sau, hai mắt nhìn chằm chằm về phía con chó trắng đang đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước để duỗi thẳng, trên đầu đội cái nón lá rách. Hai mắt nó đỏ lòm lòm, hai cái nanh dài lại lòi ra bên ngoài. Nó nhoẻn miệng cười khẳng khặc. Quỷ chó. Thằng Lũ mếu máo đưa mắt nhìn chằm chằm. Bên dưới bắp chân, vết thương đang không ngừng chảy máu. Nó cố gắng bỏ lùi ra sau, khóc nấc lên từng tiếng cầu cứu. Chừng lúc này con quỷ cầu bước nhanh tới, há miệng gầm gừ. Bất thình lình nó nhảy phóc tới, há cái miệng lớn của mình toàn cắn phập vào người thằng Lũ. Nhưng Lũ quay người bỏ nhanh, con quỷ cầu cắn phập vào một bên mông rồi say mạnh. Cứu với! Con quỷ cầu day mạnh khiến cho một mảng thịt mông của thằng Lũ như muốn rớt ra bên ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, ướt hết cái đụng quần. Lũ giãy giụa gào thét, tiếng thét nó vang vẳng giữa cái nghĩa trang tĩnh mịch. Xen vào đó là giọng cười lanh lảnh của con quỷ thòng lọng. Chẳng biết là có duyên nghiệp gì hay không, nhưng mỗi lần xuất hiện, cả hai con quỷ đều đi chung một lượt. Bóng con quỷ thòng lọng đang ngồi vắt vẻo trên đầu mộ, sợi dây thòng lọng vẫn còn trọng lên trên cổ. Thằng Lũ ngước lên, vừa trông thấy con quỷ thòng lọng với mái tóc bạc trắng thì ú ớ chết điếng, hai mắt mở lên trừng trừng, kinh hãi đến tột độ. Sợi dây thòng lọng lại một lần nữa lơ lửng, lao vút tới rồi tròng vào bên trong cổ thằng Lũ. Trường đậy siết chặt, kéo lê nó trên đất, hướng về phía cây xoài gần đó, toàn muốn treo cổ thằng Lũ lên trên. Nó vùng vẫy, đất cát dính đầy trên người, hai mắt trợn lên vì ngạt thở, còn tưởng sẽ chịu chung số phận với gia đình nhà gã Hưng. Nhưng bất thình lình, ba cái bóng đen từ đâu lao vun vút tới, một cái bóng vung chân sút mạnh vào con quỷ cầu. Con quỷ cầu bị cái bóng kia sút mạnh một cú văng ra đất lăn mấy vòng, rồi kêu lên từng tiếng ăn ẳng đau đớn. Hai cái bóng đen còn lại thì lao vút tới, chụp lấy con quỷ thòng lọng mà vật xuống, liên tục vung tay đấm bôm bốp vào mặt. Thằng Lũ mới thoát khỏi sợi dây thòng lọng, nó ngồi bật dậy rồi ôm cổ thở lên hồng hộc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một tay Lũ lại bị thứ gì đó nắm chặt, rồi giật ngược mà lôi đi. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của thằng Hùng vang lên. Lũ, chạy nhanh! Lũ còn chưa kịp trả lời thì đã bị kéo chạy thục mạng về phía xóm mộ, mặc cho một bên chân và mông đang không ngừng chảy ra máu tươi. Đang lao người chạy vào đầu xóm thì bất thình lình một chiếc xe máy lao tới. Cái bóng đèn lóe lên khiến cho thằng Lũ hốt hoảng không kịp né. Chiếc xe máy tông thẳng khiến nó văng ra đất, lăn lóng lóc, đầu đập bôm bốp hai cái liền xuống mặt đường. Nó choáng váng, ánh nhìn mở dần rồi từ từ lịm dần đi mà bất tỉnh.
Mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau, lũ mới từ từ tỉnh giấc. Sau một giấc ngủ dài, toàn thân nó ê ẩm. Mở mắt nhìn xung quanh thì thấy cái quạt trần đang chạy vù vù trên đầu. Ngó nghiêng nhìn xung quanh thì mới giật mình, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó khắp nơi. Hai vết thương bên dưới mông và bắp chân đau sát đến tột độ. Có tiếng nói văng vẳng từ bên ngoài đi vào. Tỉnh rồi sao? Xem ra là số mày lớn đấy con ạ. Thằng Sang đang bước nhanh vào, trên người cũng đang có những chỗ chảy xước, phải dùng đến băng gạt với thuốc đỏ để băng lại. Mày... Lũ lắp bắp không nói thành lời, trường đầy đưa mắt nhìn sang bóng người đàn ông đang đứng cạnh Sang. Nhận ra đây là chú Toàn, người thầy Pháp em của sư trụ trì giác hại ở chùa. Chú... Tao đây. Thế nào? Bị con quỷ cậu nó cắn thế nào? Số mày lớn thật đấy, hết linh cậu được tới quỷ cậu đẻ ra cắn nhưng vẫn sống sờ sờ. Sang ngồi xuống bên cái giường rồi kể lại sự tình đêm qua. Hóa ra chiếc xe tông vào thằng lũ lại chính là Sang. Rồi lại kể lại toàn bộ sự việc của giấc mơ mà ba thằng bạn Dương, Hùng và Nhỏ đã về báo trước. Chu Toàn mới lên tiếng hỏi, lũ mới ậm ừ kể rõ sự tình. Trường cũng thầm khẳng định ba cái bóng cứu mình đêm qua không ai khác mà chính là ba thằng bạn xấu số đã chết trước đó của mình. Thằng lũ nằm rưng rưng đôi mắt, dòng lệ ứa ra vì nghĩ đến tình cảm bạn bè thân thiết của chúng nó. Thằng Sang lại thở dài, đưa tay quẹt nước mắt. Thế đêm nay mình làm luôn nha chú, để lâu con sợ không kịp. Chú Toàn nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi lên tiếng. Đêm nay chú lập trận bắt hai con quỷ kia rồi giải oán cho mấy cái vòng chết bên trong luôn một thể. Thôi, chú mày nghỉ ngơi, chú đi mua ít đồ lễ rồi tối chú qua. Cả hai thằng dạ dạ vâng vâng, chú Toàn cũng quay lưng đi nhanh ra ngoài. Toàn đi mua một ít đồ lễ để chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà tối nay. 9 giờ tối ngày hôm ấy, khi cái bàn lễ đã được sắp ngay ngắn bên dưới gốc cây xoài, trước nhà gã Hưng. Trên cái bàn lễ, hai bên có hai cây đèn sáp cháy rực. Một thanh kiếm gỗ có khắc mấy dòng ký tự kỳ lạ. Trên bàn lại có một sấp giấy vàng, một đĩa muối gạo lớn. Bên dưới còn có một mâm đổ lễ bánh kẹo các thứ. Về phía căn nhà, sợi dây chỉ đỏ hay còn gọi là dây thiên trường đã được chú Toàn cùng với thằng Sang quấn quanh căn nhà. Chú Toàn lại gắn 8 lá cờ tam giác. Trên hai cánh cửa lại có 2 lá bùa màu vàng với dòng ký tự ngoằn ngoèo, được vẽ bằng máu con gà trống pha với mực tàu. Đứng chắp tay trước cái bàn thờ, thằng Sang đưa mắt nhìn xung quanh. Chừng những người trong xóm cũng đang đứng xem đông nghẹt. Sang lên tiếng hỏi. Chú Toàn, này là cái gì vậy? Trông giống phim quá vậy. Chú Toàn nghe thì cười cười rồi quay sang lên tiếng. Cái này là trận đồ bát lệnh kỳ. 8 cây cờ ấy là tượng trưng cho 8 vị tổ trong đạo phái của chú. Mày cũng thấy rồi đó, hai con quỷ kia không phải là yếu. Một con quỷ thòng lọng thôi đã khó trừ rồi, này lại đi chung với con quỷ cậu. Với sức của chú một mình thì e là sẽ không đánh nổi. Nhưng mà với 8 vị tổ sư thì... Thôi, mày bảo mọi người lánh mặt dùm chú để chú làm lễ. Sang nghe vậy thì lập tức dạ dạ vâng vâng, rồi kêu gọi mọi người đi nhanh về nhà để lánh mặt. Rồi cũng nhanh chóng lao nhanh về nhà đóng chặt cửa, ngồi hé mắt qua cái khe cửa nhỏ mà nhìn ra. Con bé Quỳnh cũng tò mò nhìn về hướng cái bàn lễ lớn đang cháy lập lòe hai cây đèn sáp. Chú Toàn thắp lấy 3 nén hương, rồi đứng khấn vái khắp 4 phương tứ hướng. Xung quanh không có lấy một tiếng động, người người nhà nhà đều nín thở chờ đợi. Chỉ thấy chú Toàn đứng khấn vái một lúc lâu rồi mới thắp lấy 3 nén hương vào trong lư. Sau đó lại đưa tay cầm lấy thanh kiếm gỗ. Chú cắn bật máu tay, dùng máu vẽ gì đó lên trên thanh kiếm. Sau đó thì khua tay múa chân, vung kiếm hai bên tả hữu. Chú Toàn hất tay chụp lấy cái đĩa muối gạo, vung tay ném xung quanh vang lên từng tiếng xào xào. Sau đó lại ném thẳng vào trong căn nhà. Đưa tay chụp lấy một lá bùa rồi đốt bằng lửa đèn sáp. Chú Toàn kẹp lá bùa rồi vẽ gì đó lên không trung,
miệng không ngừng đọc lẩm bẩm. Thổi mạnh ngọn lửa cháy bừng lên, lập tức gió nhẹ từ đâu cuồn cuộn rồi thổi mạnh tới. Cây xoài lớn đung đưa theo từng nhịp gió, tán lá xào xạc rung lên bần bật. Tám cây cờ lệnh cũng bị gió thổi tung bay phập phồng. Từ bên trong căn nhà lại vang vang tiếng khóc nức nở, kêu gào đau đớn. Cái tiếng khóc lanh lảnh từ bên trong vang lên khiến cho chú Toàn nheo mắt, siết chặt thanh kiếm dè chừng. Lúc này, ba cái bóng đen từ bên trong lù lù xuất hiện. Cả cái bóng ấy trên cổ đều đeo ba sợi dây thòng lọng, đang bỏ lết trên nền nhà, từ bên dưới bếp mà bỏ lên. Đưa tay bốc lấy từng hạt muối hạt gạo mà cho vào miệng. Ba cái bóng kia dần dần hiện rõ, chính là gã Hưng và bà cụ Mến cùng với thằng Phúc. Cả gia đình chết thảm đang khóc nấc từng tiếng oán than. Tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên. Giữa đêm thanh vắng, ai nấy cũng đều lạnh người, nhưng lại tuyệt nhiên không thấy gì, duy chỉ nghe tiếng khóc lanh lảnh. Chú Toàn thấy vậy thì lại thở dài lắc đầu, vung tay hất lấy cái mâm cùng bánh kẹo vào bên trong căn nhà. Ba người kia thấy vậy thì liền lao tới, chụp lấy mấy cái bánh mà cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Nhưng bà cụ Mến và thằng Phúc có ăn được gì, khi cái bụng đã toác hoác ra, ăn vào bao nhiêu rồi lại rơi ra bấy nhiêu. Cả hai đau đớn khóc than. Thấy vậy chú Toàn toan lên tiếng hỏi han thì bất ngờ một tiếng chó sủa vang lên. Ba cái bóng kia hốt hoảng còn chưa kịp làm gì thì lại bị kéo ngược lên trên trần nhà. Cả ba gào thét vùng vẫy trong đau đớn. Tiếng cười lanh lảnh phát lên, chú Toàn hốt hoảng bước lùi lại, đứng phía sau cái bàn lễ, tay đốt lấy hai lá bùa rồi phóng thẳng vào trong nhà. Một tiếng thét thất thanh vang lên, rồi lại có tiếng cười ha há, kèm với tiếng gầm gừ của con quỷ cầu. Hai bóng bên trong lù lù xuất hiện, chú Toàn nheo mắt, nhìn rõ là một con chó trắng đội nón, đứng hai chân như người. Một cái là con quỷ thòng lọng hiện rõ, là một bà già tóc trắng lưng khòm, vẻ mặt tím tái, hai cái lưỡi thè lè ra bên ngoài. Cả hai nhìn về phía chú Toàn, con quỷ thòng lọng lên tiếng. Mày là thầy Pháp sao? Còn tưởng là thứ gì ghê gớm. Một mình mày thì chắc gì đã đánh được tao. Chú Toàn thở hắt. Các người sao lại thành ra thế này? Oán khí thế kia thì làm sao có thể đi đầu thai? Quỷ thòng lọng lên tiếng. Đầu thai là một kiếp khác. Trẻ thì nai lưng làm lụng, già thì bị con cái khinh khi bỏ thí. Kiếp người là kiếp khổ, vậy thì sống có nghĩa gì? Tôi biết bà vì oán hận con cái mà treo cổ tự vẫn, lại còn bị chính mấy đứa con yểm hồn nên ôm hận mà sinh quỷ. Cơ duyên hôm nay tôi muốn khuyên bà từ bỏ những oán hận, hướng về con đường chính đạo mà tu tập để được đầu thai một kiếp tốt hơn. Mày đừng nhắc đến lũ bất hiếu đó. Rồi cũng có một ngày tao cũng sẽ quay về, giết sạch lũ chúng nó, không một đứa nào được sống. Tao sinh nó ra được thì tao cũng có quyền giết chúng nó được. Chú lại thở dài hết lời khuyên răn, nhưng con quỷ thòng lọng dường như là không muốn quay đầu. Nó trừng mắt vung dây thòng lọng từ bên trong đánh ra ngoài, Toàn muốn chỏng vào cổ chú Toàn để kéo theo. Nhưng lúc này, sợi dây vừa phóng ra thì đã bị thanh kiếm gỗ trong tay chú Toàn chém văng ngược trở lại. Con quỷ la hét, gió lớn ầm ầm nổi lên. Cái bàn cúng rung lên bần bật, đạp bàn đánh dầm một tiếng, với tay chụp lấy mấy tấm giấy bùa rồi đốt cháy bừng ngọn lửa. Chú mới chắp tay khấn vái gì đó rất kỹ, rồi lại vung tay ném mấy lá bùa kia vào trong. Không khuyên được thì chỉ còn cách diệt chúng mày. Tám cây cờ lạnh lập tức rung lên bần bật. Thằng Sang cùng với con bé Quỳnh từ đằng xa trông thấy dị biến thì trố mắt kinh ngạc. Từ tám cây cờ lệnh tam giác bỗng xuất hiện tám cái bóng người, thân mặc áo dài màu đen, đầu đội khăn đống đen, tay lăm lăm cây roi dài, mờ mờ ảo ảo đi nhanh vào trong căn nhà của gã Hưng. Chẳng mấy chốc tiếng gào rú đau đớn của con quỷ thòng lọng cùng với tiếng ăn ẳng của con quỷ cậu kia vang lên từ trong căn nhà. Những sợi dây thiên trường đỏ được bên ngoài bất ngờ phát sát, sau đó nổ lên bôm bốp. Một cú nổ lớn từ trong căn nhà, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh. Ngọn lửa lớn bốc lên từ bên trong rực cháy dữ dội. Chú
chú Toàn bên ngoài đang chồn tấn chắp bằng thì liền ngã người ra sau hộc máu, thở hồng hộc từng hơi. Thấy có lửa lớn đang bốc lên nghi ngút, dân làng trong xóm ùa nhau ra ngoài, ai nấy cũng đều hốt hoảng. Thằng Sang cũng liền lao tới đỡ lấy chú Toàn, chỉ tay giọng nói không ra hơi. Dập lửa, trừ quỷ xong rồi, dập lửa nhanh. Thằng Sang ú ớ la hét kêu gọi mọi người lập tức kéo nước dập lửa. Trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa bên trong đã được dập tắt. Chú Toàn lúc này như cũng đã lấy lại được sức lực, đi nhanh vào bên trong ngó nghiêng rồi chỉ lên cây xà gỗ. Mang sợi dây thòng lọng đó xuống đây để chú đốt nó. Thằng Sang dọi cái đèn pin soi lên thì ai nấy cũng đều hốt hoảng, bởi rõ ràng sáng hôm qua khi điều tra hiện trường, cơ quan chức năng đã thu hết vật chứng, nhưng không hiểu sao bây giờ nó còn nằm treo lơ lửng trên đó. Sang tháo sợi dây đưa xuống, chú Toàn dùng một lá bùa rồi đốt một sợi dây kia cháy rực. Ngọn lửa cháy lên phừng phực trước mắt mọi người, như đang thiêu cháy một mối họa lớn cho người trong xóm mộ lần này. Theo như lời chú Toàn, hai con quỷ kia đã bị 8 vị tổ của chú đánh cho tan oán hận, rồi bắt mang về âm ti để xét tội. Còn về 3 cái mạng người nhà gã Hưng lại là chết oan chết ức, nên sau ngày hôm ấy, Sang cùng với sư trụ trì giác hại phải lập đàn cầu siêu trong vòng 7 ngày liền, thì mới siêu độ được cho 3 vong hồn của nhà gã Hưng. Cũng là khép lại một tấn bi kịch của xóm mộ, chỉ mới đầu năm mới. Diệt điếu thuốc cháy đỏ, Sang đứng chống cái sẻng xuống đất, đưa mắt nhìn về phía thằng Lũ đang nai lưng cuốc cỏ cho một ngôi mộ gần đó. Sang lại thoáng đưa đôi mắt nhìn xung quanh nghĩa trang khổng học, nơi đã nuôi sống nó hơn 20 năm nay, thở dài. Không biết sắp tới còn có chuyện gì nữa đây. Thở hắt một hơi, rồi lại cúi người, tiếp tục công việc hàng ngày, tiếp tục sống như bao người bình thường khác trong cái xóm mộ đầy rẫy những chuyện quái dị này. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.